thiên hạ chỉ vào những ngôi sao trên trời, nói với Lam Hồ, những chấm trắng nhỏ li ti bên cạnh mặt trăng, thỉnh thoảng còn thấy vài chấm nhấp nháy, chúng được gọi là sao. Tên của tinh giã cũng lấy từ ngôi sao này đấy. Sao sao, nghe hay thật, lại học được thêm điều mới rồi. Lam Hồ cười vui vẻ. Tớ rất tò mò, tại sao mọi người đều biết mặt trăng mà lại không biết sao nhỉ? Thiên hạ hỏi. Lam Hồ lại nhìn lên bầu trời, suy nghĩ một lúc. Chúng tớ chỉ biết mặt trời đại diện cho thú thần, mặt trăng đại diện cho thứ thần, chưa từng nghe nói sao đại diện cho thứ gì cả. Cách gọi này đã được truyền lại từ rất lâu rồi, nghe nói rất lâu rất lâu trước đây, bộ lạc chúng tớ là một bộ lạc rất lớn, cũng có pháp sư, có lẽ là do pháp sư nói, rồi cứ thế truyền lại. Đây là lời giải thích hợp lý nhất mà Lam Hồ nghĩ ra. Ô ô, thiên hạ nói, đồng thời suy diễn lại lời giải thích trong đầu. Theo lời Lam Hồ, có lẽ rất lâu trước đây, bộ lạc sư vương là một bộ lạc rất lớn, sau đó pháp sư của bộ lạc nói với mọi người vật thể mọc lên ban ngày gọi là mặt trời, là hóa thân của thú thần, còn vật thể mọc lên ban đêm gọi là mặt trăng, là hóa thân của thú thần. Thêm vào đó, thế giới thú nhân hầu như không hoạt động vào ban đêm, cũng gần như không để ý đến bầu trời đêm, nên không ai quan tâm đến những chấm trắng nhỏ li ti xung quanh mặt trăng, chính là những ngôi sao. Truyền từ đời này sang đời khác, mọi người chỉ biết ban ngày là mặt trời, ban đêm là mặt trăng, chỉ vậy thôi. Thiên hạ thở dài nhẹ trong lòng đôi khi cô phát hiện ra thú thế có một vài lỗi không nói rõ được chỗ nào không hợp lý nhưng nó vẫn tồn tại thôi từ nay về sau không cần phải xoắn suýt nữa cứ nói gì thì nghe nấy vậy làm gì có nhiều sự hợp lý như vậy nếu theo logic thì cô đã chết từ lâu rồi ai ngờ được cô lại sống sót theo một cách khác ở một thế giới khác chỗ không hợp lý nhiều lắm lam hồ cậu có muốn nghe câu chuyện về những ngôi sao không thiên hạ nghĩ đến cách giải thích về những ngôi sao ở hiện đại cô muốn kể cho lam hồ nghe nghe vậy lam hồ tò mò vội vàng nằm nghiêng người về phía thiên hạ muốn nghe ở bộ lạc của tớ sao đại diện cho những người đã khuất giống như cha của tớ ông ấy đã chết trong trận chiến bảo vệ bạn đời và các con ông ấy sẽ hóa thành những ngôi sao trên trời trên trời ông ấy nhìn xuống chúng tớ bảo vệ chúng tớ mỗi thú nhân qua đời đều sẽ hóa thành những ngôi sao trên trời trên trời nhìn xuống những người họ yêu thương vì vậy tớ rất thích những ngôi sao tuy nhỏ bé nhưng chúng vẫn tỏa sáng lấp lánh Thiên Hạ kết hợp cách nói hiện đại với tình hình thực tế để kể cho Lam Hồ nghe một câu chuyện như vậy. Nghe Thiên Hạ nói, mắt Lam Hồ sáng long lanh. Oa, à, vậy sao? Thì ra sao có ý nghĩa như vậy. Vậy tớ cũng thích sao? Thiên Hạ nhìn cô ấy mỉm cười rạng rỡ. Chúng ta đều thích sao ngã? Lam Hồ gật đầu. Sau đó đưa ra một quyết định. Tớ quyết định rồi. Đứa con đầu lòng của tớ sẽ lấy tên có chữ Tinh. Thiên Hạ, chúng ta cùng nhau bàn bạc tên nhé. Hả? Bàn bạc sớm vậy sao? Ha 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 ha. ha thiên hạ vừa nói vừa nhìn lam hồ lúc này lam hồ rất hào hứng ôi chao cứ đặt trước đi lỡ sau này có con rồi thì không cần phải nghĩ nữa đúng không hôm nay ngủ lâu như vậy bây giờ cũng không ngủ được chi bằng tìm việc gì đó làm được rồi được rồi vậy chúng ta cùng đặt tên thế là hai người bắt đầu bàn bạc tên tinh sơn tinh vũ tinh thủy tinh hỏa lam hồ tuôn ra một chàng những cái tên mình biết khiến thiên hạ giờ khóc giờ cười hay là cậu nghĩ thêm đi thiên hạ cảm thấy mấy cái tên này thực sự không hay lắm lam hồ lật người nằm ngửa mặt lên trời bắt đầu suy nghĩ một lúc sau lam hồ ngồi dậy tớ lại nghĩ ra rồi tinh hải tinh phong tinh lâm nói xong còn nhìn thiên hạ với vẻ mặt đầy mong đợi thế nào thế nào thiên hạ cũng ngồi dậy lúc này cô thực sự giờ khóc giờ cười lam hồ đặt tên toàn lấy từ thiên nhiên và các yếu tố tự nhiên tớ nghĩ ra hai cái tên cậu có muốn tham khảo không lam hồ gật đầu lia lịa tớ nghĩ thế này nếu là con trai thì đặt là tinh lâm nếu là con gái thì đặt là tinh vãn cậu thấy thế nào tinh lâm là tinh lâm mà tớ nói sao lam hồ hỏi thiên hạ im lặng một lúc rồi nói tinh lâm mà cậu nói là lâm của rừng rậm sao lam hồ gật đầu tinh lâm mà tớ nói là lâm của giáng lâm về những ngôi sao ở bộ lạc của tớ còn có một cách nói khác chính là khi có ngôi sao rơi xuống từ trên trời nghĩa là thứ thần đã đưa ngôi sao đó vào cơ thể của một thú cái may mắn sau đó thú cái này sẽ mang thai có thể nói là ngôi sao giáng lâm. Cách nói nhìn thấy sao băng rơi xuống nghĩa là sắp được đầu thai chuyển kiếp là do thiên hạ vô tình nhìn thấy trước đây. Tất nhiên cô tin rằng đó chỉ là một câu chuyện đẹp, nhưng bây giờ dùng ở đây lại là một lời giải thích hoàn hảo. Trời ơi, cái tên này hay quá. Tinh Lâm, Tinh Lâm, ngôi sao giáng xuống cơ thể tớ rồi trở thành con của tớ, cách nói này hay quá. Cứ đặt tên này đi, Lam Hồ rất hào hứng. Ừm, tớ cũng thấy cái tên này rất hay. Ngân Phong ở đằng xa đột nhiên nói một câu khiến thiên hạ và lam hồ đều nhìn về phía anh ta thiên hạ hơi ngại ngùng nhìn những người khác bên cạnh rồi hỏi lại không chắc chắn những gì chúng ta nói mọi người đều nghe thấy sao ngay sau đó mọi người đồng thanh trả lời nghe thấy thiên hạ và lam hồ lúc này hàn xuyên đi tới thân hình to lớn phủ lên thiên hạ và lam hồ một bóng đen rồi anh ta nằm xuống bên cạnh thiên hạ 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 vậy em cũng đặt tên cho con của anh đi giọng hàn xuyên có chút tủi thân thỉnh thoảng còn liếc nhìn con hồ ly bên cạnh Thiên hạ giờ khóc giờ cười, con còn chưa biết ở đâu, đặt tên sớm vậy sao? Cậu xem Lam Hồ cũng đặt tên rồi, anh đặt trước thì sao nào? Chúng ta nhất định sẽ có sư tử con, anh mặc kệ. Vừa dứt lời, Phù Ngọc bên cạnh mở đôi mắt hồ ly xinh đẹp, nhìn con sư tử vàng ở giữa với vẻ mặt khinh bỉ. Anh ta rất muốn nói một câu chờ chén. Ngoại trừ Phù Ngọc, những người khác nhà Lam Hồ đều mở mắt nhìn Hàn Xuyên, rồi lại nhìn bạn đời của mình, mắt mỗi thú nhân đều hơi động đậy. Họ cũng muốn đặt tên. Thôi được rồi được rồi, đặt thì đặt, anh muốn đặt tên gì? Thiên hạ bất lực, Hàn Xuyên vẫn thích làm nũng như vậy. Không có, hạ hạ em muốn đặt gì thì đặt, em đặt gì anh cũng thích ngã Hàn Xuyên vui vẻ nói. Ba đứa nhỏ hôm nay không ngủ cùng thiên hạ, có lẽ vì hôm nay Huyền Kỳ đi theo sau lưng chúng cả ngày. Thật bất ngờ là cả ba đứa nhỏ đều chọn ngủ cùng người cha thân yêu này. Thế là, rắn lớn đầu đội rắn nhỏ. Lần này Huyền Kỳ không cuộn tròn người lại, mà nằm thẳng trên mặt đất ba đứa nhỏ cũng nằm thẳng hàng trên đầu hắn, trông cực kỳ đáng yêu. Nghe thấy tiếng động mơ hồ truyền đến, ba đứa nhỏ nhìn nhau, ngọ nguậy không yên. Xì xì xì, bên mẹ hình như rất vui. Lúc này Huyền Kỳ mở đôi mắt vàng ra, rồi lạnh nhạt nói, ngủ đi. Ba đứa nhỏ lập tức nhắm mắt lại. Huyền Kỳ liếc nhìn về phía thiên hạ, rồi lại nhắm mắt. Con xích hoa đối diện Huyền Kỳ, đôi cánh rộng lớn đang che kín đầu rồng của hắn, tiếng ngáy đều đều phát ra từ dưới cánh. Trong đêm đầu tiên của chuyến đi xa này, mọi người ít nhiều đều có chút phấn khích, một lúc lâu vẫn chưa ngủ được, chỉ có hắn là ngủ say như chết. Thiên hạ vẫn đang nghĩ xem nên đặt tên gì cho sư tử con trong tương lai, nhưng nghĩ mãi vẫn không có ý tưởng gì. Đặt tên là chuyện lớn, lúc trước tên của ba đứa nhỏ cô cũng nghĩ rất lâu mới quyết định. Lúc này, Phù Ngọc bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hạ hạ, em cũng muốn đặt tên, hồ ly nhỏ của chúng ta cũng cần có tên ngã. Hửm, lúc này thiên hạ thực sự đau đầu. Bạn đời khác của Lam Hồ thấy Phù Ngọc lên tiếng tranh giành, họ cũng lấy hết can đảm, tranh giành cho con của mình sau này. Quy trạch, Lam Lam ngã đặt tên cho con của chúng ta nữa nhé ngã. Lăng Tuyền, Lam Lam, em cũng đặt tên cho con của chúng ta đi ngã. Lạc Phong, Lam Lam ngã anh cũng muốn, hồ ly nhỏ của chúng ta chắc chắn rất đẹp ngã. Trúc Nhất, em, Lam Lam, gấu trúc nhỏ rất đáng yêu, đặt cho gấu trúc nhỏ một cái tên dễ thương nhé ngã. Lam Hồ, lúc này, Ngân Phong, với tư cách là thú phu đầu tiên, lên tiếng. Bộ dạng này của các cậu, là đang nói đứa con đầu lòng của lam lam nhất định là con của tớ sao ồ nếu vậy thì cái tên tinh lâm thuộc về tớ rồi con của tớ sẽ tên là tinh lâm bốn thú nhân còn lại lúc này mới bừng tỉnh lam lam nói là tên của đứa con đầu lòng nhưng đứa con đầu lòng này là của ai ai mà biết được lỡ là con của mình thì sao thế là bốn thú nhân gào thét trong lòng tiếc nuối một cái tên hay thiên hạ nghĩ tên đến nỗi đầu sắp nổ tung kết quả nghĩ mãi lại nghĩ ra tên cho hồ ly nhỏ trước còn tên của sư tử nhỏ thì mãi không nghĩ ra cái nào phù hợp. Tuy nghĩ ra tên cho hồ ly nhỏ rồi, nhưng cô không dám nói. Nếu không với tính hay ghen của Hàn Xuyên, chắc chắn anh ta sẽ giận cả đêm. Không, có thể không chỉ giận một đêm. Lam Hồ cũng đang cố gắng nghĩ tên, thỉnh thoảng còn thảo luận với các bạn đời. Thời gian trôi qua, kết quả là không ai nghĩ ra được cái tên hay. Hạ hạ, đừng nghĩ nữa, ngủ đi, chúng ta còn nhiều thời gian để nghĩ tên mà. Hàn Xuyên ái náy nói với thiên hạ, bạn đời khác của lam hồ cũng vội vàng nói thời gian còn dài không vội cứ ngủ trước đã ngủ thôi ngủ thôi cũng buồn ngủ rồi thiên hạ nói xong còn ngáp một cái sự phấn khích đột nhiên biến mất cơn buồn ngủ ập đến lúc này cô gần như không mở nổi mắt ngủ đi hàn xuyên nhìn thiên hạ với ánh mắt đầy yêu thương và cương chiều đợi thiên hạ nằm xuống anh ta đứng dậy trở về vị trí cũ lam hồ cũng giống như thiên hạ nằm xuống là ngủ đêm đầu tiên của chuyến đi dần khép lại trong bầu không khí vui vẻ thoải mái ngày hôm sau mặt trời từ từ mọc lên từ đường chân trời xa xôi ánh bình minh dịu dàng chiếu từ mặt biển lên khu rừng trên cao xích hoa là người đầu tiên tỉnh dậy thân hình rồng to lớn từ từ đứng lên hắn vừa định ngẩng đầu gầm lên một tiếng rồi lại đột ngột dừng lại xích hoa may quá may quá suýt nữa thì hét lên rồi liếc nhìn mọi người vẫn đang ngủ say ở đằng xa xích hoa quay đầu bay xuống vực rồi bay về phía mặt trời mọc ngay khoảnh khắc xích hoa bay xuống vực huyền kỳ và phù ngọc đều mở mắt ra nhưng sau đó lại nhắm mắt lại xích hoa bay rất xa cho đến khi nhìn thấy khu rừng chỉ còn là một đường thẳng mới bắt đầu ngửa mặt gầm lên thật sự đã lâu rồi không thoải mái như vậy bây giờ hắn rất phấn khích đã lâu rồi hắn không nghỉ ngơi ở dạng thú tối qua ngủ rất ngon sáng nay còn được bay một vòng thật sự quá hạnh phúc tuy nhiên phấn khích thì phấn khích hắn không dám bay lâu nếu không lát nữa thiên hạ tỉnh dậy không thấy hắn đâu bay một vòng nhỏ rồi vội vàng bay về ở nơi xích hoa không chú ý có một đôi mắt đang nhìn hắn khi mặt trời lên cao ánh nắng từ dịu dàng chuyển sang hơi nóng phạm vi chiếu sáng cũng rộng hơn các thú nhân bên ngoài lần lượt tỉnh dậy phù ngọc là người đầu tiên biến thành hình người sau đó đi đến bếp rửa mặt qua loa chuẩn bị rửa nồi và nấu ăn những người khác cũng lần lượt biến thành hình người bắt đầu nhẹ nhàng bận rộn ngân phong đang tò mò tại sao huyền kỳ vẫn chưa dậy liên nhìn về phía huyền kỳ phát hiện hắn đã dậy từ lâu đang mở to đôi mắt vàng nhìn họ bận rộn anh ta vừa định nói gì đó, thì đột nhiên nhìn thấy ba cái đầu nhỏ trên cái đầu rắn to lớn nó. Nếu không nhìn kỹ thì thực sự không thấy, đều đen xì xì. Ngân Phong tặc lưỡi một tiếng, rồi cũng bắt đầu bận rộn. Mặt trời chiếu sáng rực rỡ đường biên, mà chỗ ngủ không có cây cối, không có chỗ che nắng, thiên hạ và Lam Hồ vẫn đang ngủ say. Thế là Trúc Nhất dùng dị năng tạo ra một bức tường đất mỏng phía trước để che nắng, cho họ ngủ ngon hơn. Ba đứa nhỏ tối qua tuy bị cha ruột nghiêm khắc bắt nhắm mắt, nhưng chúng căn bản không ngủ được bèn lén lút chơi đùa bằng đuôi cậu cuốn tớ tớ cuốn cậu cuối cùng quấn vào nhau giống như bánh quai trèo huyền kỳ tất nhiên biết động tĩnh của các con trên đầu nhưng hắn không nói gì mặc kệ chúng lén lút chơi đùa các con còn nhỏ mà năng lượng dồi dào cũng dễ hiểu kết quả của việc năng lượng dồi dào là quậy phá đến nửa đêm mới ngủ rồi bây giờ mọi người đã dậy chúng vẫn chưa dậy còn hắn là cha ruột cũng không dám dậy phù ngọc rửa nồi xong liền đi về phía huyền kỳ lấy nguyên liệu nấu ăn hôm nay. Huyền Kỳ ở dạng thú im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói, cậu đi lùi lại một chút. Phù Ngọc ngẩng đầu nhìn ba cái đầu nhỏ trên đầu Huyền Kỳ, hơi buồn cười, rồi đi ra sau lưng Huyền Kỳ. Đuôi Huyền Kỳ khẽ vung, một đống nguyên liệu xuất hiện trên mặt đất, Phù Ngọc lấy đủ số lượng, đuôi lại vung lên, tất cả đồ đạc lại được thu vào không gian. Phù Ngọc bắt đầu nấu ăn, Hàn Xuyên cũng đến giúp, một người nấu canh, một người rán thịt, phân công rõ ràng. Hàn Xuyên đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh ta nhìn quanh một vòng không thấy bóng dáng xích hoa ê thằng nhóc xích hoa đi đâu rồi phù ngọc vừa cho thịt vào chảo vừa trả lời nó đi bay rồi hàn xuyên ngạc nhiên sáng sớm đã đi bay rồi sao vừa dứt lời anh ta đã thấy một con rồng đen khổng lồ bay về từ đằng xa rồi đáp xuống ở phía trước biến thành hình người đáp xuống đất xích hoa nhìn những người đang bận rộn ở đằng xa hắn khẽ giật mình chết rồi là ta về muộn quá hay là họ dậy sớm quá hắn không sợ phù ngọc và hàn xuyên nhưng hắn sợ huyền kỳ mắng hắn hành động này của hắn chẳng khác nào việc lén lút đi bay xích hoa hơi sợ hãi đi được nửa đường hắn ngẩng đầu nhìn nhưng không thấy huyền kỳ lúc này tim hắn đập thình thịch khi hắn đến nơi phát hiện huyền kỳ vẫn đang nằm ở dạng thú và nhắm mắt hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm may quá may quá hắn vẫn chưa dậy xích hoa vừa định nói mọi người đều đã dậy rồi mà hắn lại vẫn đang ngủ lời chưa kịp thốt ra ngay giây tiếp theo, Huyền Kỳ mở đôi mắt rắn màu vàng ra, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía hắn. Hắn vội vàng quay đầu đi về phía Phù Ngọc và Hàn Xuyên, đồng thời lớn tiếng nói. Phù Ngọc, Hàn Xuyên, còn việc gì cần tôi làm không? Phù Ngọc, sao lại hét lớn thế? Thiên Hạ và Lam Hồ vẫn đang ngủ. Mọi người đều đang làm việc nhẹ nhàng, hắn lại hét ẩm lên. Xích Hoa lập tức im lặng, vội vàng quay đầu nhìn về phía Thiên Hạ, thấy người trên tấm da thú vẫn không có phản ứng mới yên tâm. Hàn Xuyên nhìn xích hoa, trêu chọc, mày hơi quá đáng rồi đấy, sang sớm đã đi bay rồi, không sợ huyền kỳ mắng sao. Tao sợ hắn làm gì, tính về sức mạnh, tao với hắn ngang tài ngang sức, xích hoa cứng miệng nói. Sợ thì sợ, nhưng khi thế không thể thua. Hàn Xuyên nhìn xích hoa cười gian, rồi quay đầu nói với huyền kỳ, huyền kỳ, xích hoa nói nó không sợ anh. Xích hoa giật mình vội vàng bịt miệng Hàn Xuyên. Mày bị điên à? Mày bị điên à? Bị gọi đến, Huyền Kỳ mắt hơi động, chuẩn bị dùng đuôi quất cho hai tên ngốc này một đòn băng giá thì đột nhiên một bóng dáng nhỏ rơi bịch xuống từ trên đầu hắn vội vàng dùng đuôi đỡ lấy phù ngọc nhìn hai tên thú nhân đang nghịch ngợm như trẻ con không nhịn được bật cười ngay cả những người khác nhà lam hồ cũng bật cười thật sự hết chỗ nói rồi đứa nhỏ rơi xuống là lạc bạch nó ngơ ngác nhìn mình nằm trên đuôi của cha ruột trên đầu là đầu của cha ruột thấy con đã tỉnh huyền kỳ nhẹ nhàng đặt lạc bạch xuống đất đi tìm cha phù ngọc đi lạc bạch ngơ ngác nhìn cha ruột một cái rồi bỏ về phía cha phù ngọc rồi lạc bạch nhìn thấy cha xích hoa đang hoảng hốt bịt miệng cha hàn xuyên cha phù ngọc thì đang cười nhìn họ sự xuất hiện bất ngờ của lạc bạch làm họ giật mình ba thú nhân vội vàng làm như không có chuyện gì xảy ra dù sao trước mặt con vẻ nghiêm nghị của người cha vẫn cần phải giữ phù ngọc bế lạc bạch lên rồi nhìn về phía huyền kỳ thấy hai đứa nhỏ trên đầu hắn vẫn đang ngủ ánh mắt lại rơi vào lạc bạch con yêu Sao con dậy sớm thế, hai anh của con vẫn đang ngủ kìa. CCC, si, si, si. con cũng không biết, tỉnh dậy thấy mình nằm trên đuôi của cha, không phải trên đầu, nói xong còn nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu. Chắc là ngủ gục rồi rơi xuống thôi, Hàn Xuyên bật cười, rồi ngẩng đầu nhìn Huyền Kỳ, rõ ràng thấy trên đầu hắn còn hai đứa nhỏ. Nghĩ đến việc rơi xuống, ba thú nhân cùng bật cười. Thật sự là đáng yêu quá. Là Bạch không hiểu tại sao các cha lại cười, nó nhìn sang cha Xích Hoa, xì xì xì. Cha xích hoa, lúc nãy cha có đánh nhau với cha Hàn Xuyên không? Đương nhiên là không, tao sao lại đánh nhau với cha Hàn Xuyên được? Tao với cha Hàn Xuyên đang đùa nhau thôi. Xích hoa vội vàng giải thích. Tao đánh nhau với Hàn Xuyên, có gì để so sánh chứ? Con còn buồn ngủ không? Muốn ngủ tiếp không? Phù Ngọc dịu dàng hỏi. Xì xì xì, không ngủ nữa, con muốn ở với cha. Được, vậy thì nhìn cha làm đồ ăn cho mẹ nhé. Phù Ngọc rất yêu thích đứa con có tính cách giống mình, rồi tiếp tục nấu ăn. Hàn Xuyên và Xích Hoa cũng nghiêm túc lại, một người tiếp tục nấu ăn, một người giúp đỡ. Nghe lời giải thích của cha, Thiên Huyền và Tinh Di cũng yên tâm hơn, ngoan ngoãn nằm trên đầu cha ruột, nhìn cha mẹ nói chuyện. Nói đến việc Lạc Bạch ngã khỏi giường, thì cũng có công lao của hai anh nó. Lạc Bạch khá ngoan ngoãn, nhưng Thiên Huyền và Tinh Di thì khá nghịch ngợm. Ban đầu là hai anh nó bắt đầu quấn nhau, rồi lại kéo Lạc Bạch vào, sau đó bắt đầu quấn lẫn nhau. Sau đó Lạc Bạch mệt rồi, không thèm để ý đến hai anh nó nữa, nhưng hai anh nó quấn mãi quấn mãi lại gần nó thế là nó nhường chỗ cho hai anh nó chơi rồi cuối cùng nó ngủ ở mép giường lý do thiên hạ nhận ra chính xác đứa nhỏ mất tích là lạc bạch là bởi vì từ lần trước cô buộc dây ra cho các con chỉ cần không phải ra ngoài gặp người khác các con ở nhà đều đeo dây ra đến giờ ngủ các bạn đời trong nhà sẽ chủ động dắt các con đi ngủ lúc này sẽ tháo dây ra cho các con đợi các con tỉnh dậy lại buộc lại nếu trong cuộc sống hàng ngày có trường hợp bị tụt dây các bạn đời cũng sẽ nhanh chóng buộc lại cho các con khi xuất phát các con đều đeo dây ra tối qua cũng không tháo ra nên thiên hạ mới nhận ra là lạc bạch mất tích thiên hạ đưa tay ôm hai đứa nhỏ vào lòng huyền kỳ lập tức biến thành hình người là vì hai đứa nhỏ không ngủ dậy trên đầu anh nên anh vẫn giữ nguyên hình thú đúng không thiên hạ cười dạng dỡ dù huyền kỳ luôn tỏ vẻ lạnh lùng với các con nhưng trong từng chi tiết nhỏ đều thể hiện tình yêu thương của người cha đối với con cái tình yêu của người cha luôn kín đáo và sâu sắc thế thì anh làm sao được nếu anh dậy thì chúng nó cũng dậy Tối qua chúng nó quậy phá trên đầu anh đến nửa đêm mới ngủ, nên hôm nay ngủ rất lâu vẫn chưa dậy. Huyền Kỳ bất lực nói. Con của mình, còn làm được gì nữa? Cưng chiều thôi. Thiên hạ đặt hai đứa nhỏ xuống đất, buộc lại dây ra, rồi nói với chúng, đi tìm cha Hàn Xuyên và cha Xích Hoa đi. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu rồi bỏ về phía Hàn Xuyên và Xích Hoa ở đằng xa. Sau khi hai đứa nhỏ đi rồi, thiên hạ bước tới ôm Huyền Kỳ, Huyền Kỳ cũng ôm lại cô. Sao vậy? Tự nhiên ôm anh, huyền kỳ cười nói nghe câu này thiên hạ không hài lòng nói trong lòng gọi là tự nhiên ôm anh sao em muốn ôm thì ôm sao nào không cho ôm à vậy em đi đây nghe vậy huyền kỳ ôm chặt hơn sao lại giận dỗi thế bao giờ anh không cho em ôm em đã là của anh rồi muốn ôm thế nào thì ôm ôm bao lâu cũng được huyền kỳ vừa nói vừa cười cương chiều thiên hạ không nói gì chỉ tiếp tục ôm hắn cô biết thái độ hiện tại của huyền kỳ đối với các con là vì cô anh ấy chưa từng trải qua tình yêu của cha mẹ ban đầu cũng định tuân theo cách thức truyền thừa để đối xử với các con nhưng vì cô anh ấy đã thay đổi anh ấy yêu cô cô yêu các con yêu người thì yêu cả vật nên anh ấy đang cố gắng yêu thương và bảo vệ các con anh ấy thực sự rất tốt nhớ lại lúc đó khi huyền kỳ tìm cô phản ứng đầu tiên của cô là sợ hãi cô không biết tại sao thú nhân này lại tìm cô muốn làm gì sau đó anh ấy nói với cô rằng cô đã mang thai ba đứa nhỏ lúc đó cô vừa bối rối vừa sợ hãi cô nhớ là đã ngất đi nghĩ đến đây thiên hạ không nhịn được cười thầm huyền kỳ hơi khó hiểu cười gì thế thiên hạ rời khỏi vòng tay hắn rồi cười nhìn hắn em đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở bộ lạc là lúc anh đi tìm em sao thiên hạ gật đầu rồi tiếp tục nói đúng rồi lúc đó em đang nghĩ anh tìm em làm gì em tưởng anh tìm em để gây sự nghe câu này huyền kỳ giờ khóc giờ cười sao em lại nghĩ vậy sao lại nghĩ anh tìm em để gây sự? Hắn không hiểu, thực sự không hiểu. Vì lúc đó em đã lén chạy đi, em tưởng anh tìm em vì chuyện đó. Nói đến đây, thiên hạ càng thấy buồn cười, còn Huyền Kỳ thì càng giờ khóc giờ cười. Lúc đó anh trở về hang động không thấy em, anh tưởng em chê anh, không muốn sống cùng anh nên mới bỏ đi, nên anh không đi tìm em. Ê, thôi, anh đã nói rồi, em hiểu rồi. Chưa để thiên hạ nói hết, giọng hàn xuyên đã vang lên từ đằng sau hai người làm gì thế anh thấy hai người đứng đây thì thầm suốt nửa ngày rồi mau rửa mặt đi ăn thôi thiên hạ và huyền kỳ cùng quay đầu nhìn hàn xuyên rồi lại nhìn nhau rồi cùng bật cười hàn xuyên được rồi biết rồi chúng ta đến ngay các anh cứ ăn trước đi thiên hạ cười nói với hàn xuyên rồi kéo huyền kỳ đi về phía xô nước bên bếp hàn xuyên nghi hoặc nhìn bóng lưng của hai người cảm thấy có gì đó khác lạ nhưng lại không nói nên lời kỳ lạ thật anh ta lẩm bẩm một câu rồi đi về phía bàn ăn sau khi rửa mặt thiên hạ và huyền kỳ đi về phía bàn ăn anh đi trước cô đi sau thiên hạ nhìn bóng lưng cao lớn của huyền kỳ khóe môi khẽ cong lên duyên phển thực sự là một thú việc không thể nào tả điền được cô đến thế giới này rồi thích nghi với thế giới này rồi đến khi sống cùng anh ấy lúc ban đầu làm gì có chuyện thích nhau ban đầu cô chỉ nghĩ là đã có con rồi mà người đàn ông này cũng chịu trách nhiệm cô cũng không cần lo lắng về chuyện ăn uống nữa vậy thì cứ sống chung đi đây không phải là xã hội hiện đại sống còn quan trọng hơn tất cả còn đối với huyền kỳ lúc đó ban đầu hắn rất sốc khi biết mình có con nhưng hắn càng lo lắng về thân thể của mình hắn sợ mình chết dù sao đặc điểm của chủng tộc hắn rất rõ ràng thai nhi trong bụng cần hấp thụ quá nhiều năng lượng từ cơ thể mẹ mà cô lại mang thai ba đứa lượng năng lượng cần hấp thụ có thể tưởng tượng được là khủng khiếp thế nào thêm nữa cô ấy lúc đó nhìn qua là không có bạn đời nuôi dưỡng nên hắn lập tức đi tìm cô sau đó hai người kết đôi, rồi dần dần nảy sinh tình cảm, yêu mến nhau trong cuộc sống thường ngày. Thế giới này không có nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như vậy, nhưng may là quá trình và kết quả đều khá tốt. Huyền Kỳ đi được một lúc, thấy không nhìn thấy người phía sau, liền dừng bước, quay đầu lại, phát hiện Thiên Hạ đang đứng đằng sau nhìn hắn. Hửm, mau đi, ăn thôi. Thiên Hạ cười rạng rỡ, "Vâng, ba đứa nhỏ đã được ba người cha cho ăn no nê từ sớm. Trong khi người lớn ăn uống, chúng nô đùa vui vẻ bên cạnh." Lam Hồ đã dậy, nhưng khi ăn cứ muốn ngủ gục. Tối nay ngủ đừng có bàn chuyện nữa nha, cứ bàn là lại tỉnh ngủ, tối qua bàn cả buổi trời, hôm nay ngủ không đủ giấc. Lam Hồ nheo mắt lại, vừa ăn vừa phàn nàn. Nếu vậy thì mình phải ngủ riêng, không thì mình lại tiếp tục nói chuyện mất. Ha 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 ha, Thiên Hạ không nhịn được cười. Hai người bạn thân ở bên nhau thì chắc chắn nói chuyện nhiều lắm, nhất là vào ban đêm, càng nói càng nhiều. Nghe nói phải ngủ riêng, Lam Hồ không đồng ý. Không được mình ngủ cùng nhau mới tốt, cứ, cứ, thôi được rồi, mình nói ít thôi. Nếu không cô ấy thực sự ngủ không đủ giấc mất. Được được được, cậu nói sao cũng được, tối nay tớ nhất định nói ít thôi. Được, tớ cũng nói ít thôi. Những người khác, ha 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 ha, họ không tin hai người họ có thể nói ít được. Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí vui vẻ, rồi mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Thiên hạ ngồi trên lưng Phù Ngọc, Lam Hồ vẫn ngồi trên lưng Lạc Phong, đây là đội hình hàng đầu đội hình thứ hai là sư tử vàng của hàn xuyên sư tử vàng của quy trạch gấu trúc của trúc nhất sư tử vàng của ngân phong lăng tuyền và huyền kỳ vẫn ở đội hình thứ ba xích hoa bay theo phía trên đồng thời chịu trách nhiệm thăm dò đường phía trước trước khi xuất phát trúc nhất đã phá hủy bức tường đất được tạo ra bằng dị năng cứ như thể chưa từng có ai đến đây chuẩn bị xong xuôi chính thức lên đường ba đứa nhỏ dẫn đầu đội hình vì chúng sẽ đi hái hướng dương thiên hạ quay đầu nhìn ra biển bên phải biển buổi sáng đẹp hơn cả ngày hôm qua bầu trời màu xanh xa xa là những đám mây với hình dạng khác nhau gần hơn là những đám mây mỏng manh như những sợi chỉ cô quay đầu lại định gọi lam hồ xem cảnh đẹp thì phát hiện cô ấy đã nằm sấp trên lưng lạc phong ngủ gật rồi thiên hạ khẽ cười hình như tối qua không nên nói chuyện nhiều cứ nói là không rớt quên cả thời gian lại quay đầu nhìn ra biển cô nhắm mắt lại cảm nhận ánh nắng và gió nhẹ thật sự rất thoải mái cô luôn rất thích biển nhưng kiếp trước chỉ mới đi biển có một lần lúc đó cô thích ngồi yên lặng bên bờ biển rồi nhìn mặt trời từ từ lặn xuống bầu trời từ xanh chuyển sang màu đỏ của hoàng hôn đôi khi là màu vàng óng ánh cộng thêm những đám mây thật sự là đẹp tuyệt vời cảm giác đặt chân trần lên nước biển các dưới chân bị sóng cuốn đi đó là một cảm giác rất kỳ diệu đôi khi còn nhặt được những vỏ sò đẹp thậm chí còn nhìn thấy cua tóm lại ngắm biển ở bờ biển là điều cô thích nhất và cảm thấy thoải mái nhất chỉ nghĩ đến việc sẽ gặp được những người cá trong truyền thuyết ở bờ biển của thế giới này thiên hạ đã vô cùng háo hức và vui vẻ mở mắt nhìn ra biển đột nhiên cô thấy một cái đuôi cá xuất hiện trên mặt biển không xa thiên hạ vô thức dụi mắt nhìn lại mặt biển rất tĩnh lặng cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra lúc nãy cô thấy hình như chỉ là ảo giác tớ tớ nhìn nhầm sao sao tớ lại cảm thấy mình thấy một cái đuôi cá màu xanh thiên hạ nghi hoặc thì thầm đột nhiên đội hình dừng lại cô nhìn về phía trước hóa ra đã đến nơi có hướng dương ba đứa nhỏ ở phía trước phát ra tiếng xì xì hào hứng thiên hạ biết chúng đang báo cho cô biết đã đến nơi mọi người đợi tớ một chút tớ đi xem loại cây mới này mọi người cứ đợi ở đây rồi hàn xuyên bước tới bế thiên hạ xuống phù ngọc cũng biến thành hình thú và đi theo sau thiên hạ và hàn xuyên để xem hướng dương hàn xuyên và phù ngọc đi theo huyền kỳ không đi trong lúc chờ đợi anh ta bắt đầu chiêm ngưỡng cảnh biển bên phải thiên hạ đi thêm hai bước theo ba đứa nhỏ trước mắt là ba cây hướng dương đã tàn lụi cây cối ở thú thế vẫn lớn như thường lệ ba cây hướng dương này có cái tán hoa to như cái thau cô kéo một cây hướng dương lên xem xét cánh hoa đã rụng hết thân và lá cũng đã khô héo nghĩa là cây này đã chín cô lại xem xét hai cây khác cũng trong tình trạng tương tự hàn xuyên chặt ba cây này từ giữa xuống đi thiên hạ ôm ba đứa nhỏ lên lưng thú cưỡi của phù ngọc rời khỏi rừng đoàn người tiếp tục hành trình ba đứa nhỏ hôm nay lại bất ngờ ngoan ngoãn ngoan ngoãn nằm trong lòng cô không hề lên tiếng thiên hạ ngẩng đầu lên định xem xích hoa ở đâu kết quả nhìn một vòng mà không thấy bóng dáng anh ta anh ta bay đi đâu rồi chẳng lẽ lại kích động mà bay đi mất rồi phải nói là cô đoán đúng rồi lúc này xích hoa vì không cần phải đi bộ mệt mỏi mà vô cùng phấn khích chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mà quên mất nhìn xuống đoàn người phía dưới hoàn toàn không phát hiện ra bước chân của đoàn người đã dừng lại đến khi anh ta nhớ ra đoàn người thì đã không còn thấy nữa sợ hãi đến mức quay đầu bay trở lại may mà bay được một lúc thì thấy đoàn người đang từ từ đi tới là ta bay quá nhanh rồi sao xích hoa lẩm bẩm liên cố tình giảm tốc độ xuống thời gian từng chút từng chút trôi qua mặt trời lên đến đỉnh đầu ánh nắng ấm áp dịu dàng lại trở nên chói trang và nóng bức vì vậy lộ trình bắt đầu rẽ vào khu rừng bên trái tuy rằng có một vài trở ngại nhỏ trên đường nhưng không thành vấn đề mà nhờ có cây cối che chắn ánh nắng cũng không còn gây gắt nữa có lẽ là vì càng ngày càng gần mùa hè, nhiệt độ ngoài trời cao hơn trước rất nhiều, chán thiên hạ đã đầy mồ hôi, ngay cả khi ngồi trên lưng Phù Ngọc cũng cảm thấy nóng bức dưới thân. Quá nóng rồi, cô chịu không nổi nữa. Trùng hợp là Lam Hồ lúc này tỉnh dậy, việc đầu tiên sau khi tỉnh dậy là kêu đói, vì vậy mọi người dừng lại, tìm một chỗ dâm mát để nghỉ ngơi, các đực an pha bắt đầu nấu ăn. Thiên hạ và Lam Hồ ngồi dưới bóng cây, còn ba đứa nhỏ thì chạy đi chơi với mấy người cha. Ngân Phong, hôm nay ta muốn ăn thịt nướng, rồi canh thịt anh cho nhiều ớt vào nhé rất muốn ăn nghe lam hồ nói muốn ăn canh thịt nhiều ớt ngân phong rất ngạc nhiên nhìn lam hồ một cái nhưng rất nhanh đã bắt tay vào làm lam hồ em tỉnh dậy đúng lúc quá thiên hạ cảm thấy vô cùng thoải mái hả sao thế lam hồ một mặt ngơ ngác là ta thấy nóng quá lại ngồi trên lưng phù ngọc lông của nó dày như vậy nửa thân dưới của ta nóng muốn chết rồi toàn thân cũng đầy mồ hôi dính dính khó chịu ta muốn đổi bộ quần áo da rắn của huyền kỳ ngồi lên lưng thú cưỡi của huyền kỳ nhưng việc nhỏ như vậy ta cũng ngại để mọi người chờ ta lúc này em tỉnh dậy thật đúng lúc tuy rằng với gia đình lam hồ thân thiết không thể thân thiết hơn cũng biết mọi người sẽ không nghĩ gì nhưng để mọi người chờ cô một mình cô vẫn hơi ngại ngùng ồ thì ra là vậy vậy thì ta tỉnh dậy đúng lúc quá ha 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 lam hồ rất vui vẻ nói thiên hạ cũng cười lên so với thiên hạ một mặt đầy mồ hôi lam hồ thì lại rất sạch sẽ Lam Hồ, trời nóng như vậy, sao em lại không đổ mồ hôi vậy? Thiên Hạ nghi ngờ. Ta thấy thời tiết này cũng được đó chứ, nóng một chút thôi. Ở ừ, thể chất đặc biệt. Lam Hồ em tự chơi một lúc nhé. Ta nóng quá rồi, ta đi tắm, lát nữa quay lại. Thiên Hạ vừa nói vừa đứng dậy. Lam Hồ cầm một quả sữa quả, vừa ăn vừa nói. Ừ ừ, chị mau đi đi. Thiên Hạ đi về phía Huyền Kỳ, mà Huyền Kỳ khi liếc thấy cảnh này lập tức quay người đi về phía cô. Sao vậy hả Hạ? hạ? Ta muốn tắm, rồi mặc bộ quần áo da rắn em làm cho ta. Nóng quá rồi. Đối mặt với Huyền Kỳ, Thiên Hạ luôn không nhịn được mà dùng giọng điệu nũng nịu. Huyền Kỳ mỉm cười xoa đầu cô, nhìn quanh một vòng rồi kéo Thiên Hạ đi về phía khác. Đến sau một cây cổ thụ rất to, Huyền Kỳ lấy ra từ không gian một cái xô nước, rồi lại lấy ra bộ quần áo da rắn và một miếng da thú mềm mại dùng để lau người. Quần áo ta để trên bụi cây này. Ta đứng ở đằng trước, hạ hạ em từ từ tắm. Có chuyện gì cứ gọi ta. Dạng ngã huyền kỳ quay người đi ra ngoài đứng ở phía trước cây cổ thụ thiên hạ lập tức cởi bỏ bộ quần áo ra thú dính mồ hôi rồi bắt đầu múc nước tắm nước lạnh lẽo tưới lên toàn thân cảm giác nóng bức lập tức tan biến thiên hạ cả người thoải mái vô cùng thiên hạ vừa tắm vừa gọi lớn đại lão công ngã lát nữa ta ngồi lên lưng thú cưỡi của anh lông hồ ly của phù ngọc nóng quá rồi hàn xuyên hàn xuyên cũng nóng chịu không nổi nghe lời cô nói huyền kỳ không nhịn được cười thành tiếng được sau khi tắm rửa đơn giản thiên hạ lau khô người mặc quần áo rồi đi ra từ sau cây. Bộ quần áo da rắn màu xám đen làm cho làn da vốn đã trắng trẻo của cô càng thêm trắng sáng. Ta tắm xong rồi. Thiên hạ vừa nói vừa dùng da thú lau tóc ướt. Huyền kỳ quay người lại, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên có chút ngẩn người. Nhìn thấy huyền kỳ có vẻ ngẩn ngơ, thiên hạ bước tới vẫy tay trước mặt anh. Sao vậy? Huyền kỳ nắm lấy tay cô đang vẫy. Tâm tư xúc động. Hạ hạ, em biết lúc ta vừa quay người lại thấy em mặc bộ quần áo da rắn của ta, ta nhớ đến điều gì không hả nhớ đến gì thiên hạ rất hứng thú nhìn anh huyền kỳ cúi đầu nhìn cô tay vuốt ve khuôn mặt cô ta đột nhiên nhớ đến lần đầu tiên em mặc bộ quần áo da rắn của ta lúc đó trên người em vẫn mặc bộ quần áo da thú rách dưới rồi khi em ngủ say ta đã thay cho em thiên hạ nhớ lại đúng là có chuyện này chính là ngày anh tìm cô buổi sáng hôm sau em mặc bộ quần áo da rắn của ta đứng dưới ánh nắng mặt trời lúc đó ta nhìn em là ngược sáng tuy gầy nhưng cũng rất đẹp, mà lúc này ta càng thêm xúc động. Xúc động? Sao lại xúc động? Điều này khiến thiên hạ hơi tò mò. Bây giờ em được ta nuôi dưỡng rất tốt, em không còn là con cái gầy gò chỉ toàn xương sầu nữa rồi. Một lần nữa mặc bộ quần áo da rắn, em đã là một dáng vẻ khác rồi, thật tốt. Trên mặt huyền kỳ đầy vẻ dịu dàng và tình yêu vô tận. Thiên hạ hiểu được sự xúc động của huyền kỳ, cô nở một nụ cười rạng rỡ Đúng vậy, được anh nuôi dưỡng rất tốt, trước kia ta chỉ toàn xương không có thịt, bây giờ đã khỏe mạnh trắng trẻo mũm mĩm rồi huyền kỳ cười rồi lại xoa đầu cô rồi cầm lấy miếng da thú mà cô đang dùng để lau người em về trước đi sắp đến giờ ăn rồi ta thu dọn xong rồi sẽ về được vất vả đại lão công rồi ngã trên đường trở về thiên hạ kiểm tra một hồi rồi bẻ một cành cây vừa đủ to nhỏ để búi tóc dài giống như một chiếc châm cải vậy tóc dài được búi lên cả người cô lại càng thêm gọn gàng cũng không còn cảm thấy nóng nữa nghĩ ngợi một chút Cô lại bẻ thêm vài cành nữa. Lam Hồ nhìn thấy kiểu tóc mới của Thiên Hạ từ xa, cô ấy có chút tò mò và phấn khích, đợi Thiên Hạ đến gần thì cô ấy không kìm được mà hỏi: "Thiên Hạ, tóc của chị làm kiểu gì thế? Đẹp quá." Thiên Hạ cười rồi lấy ra những cành cây vừa bẻ, rồi đi đến phía sau cô ấy. "Chị giúp em búi tóc nhé, trời nóng quá, búi lên sẽ đỡ nóng hơn." "Được được." Lam Hồ rất vui vẻ. Thiên Hạ giúp cô ấy búi tóc lên, Lam Hồ còn lắc đầu, phát hiện ra tóc không hề bị bung ra. Cô ấy ngạc nhiên. Thiên hạ, chị nhất định phải dạy em, quá giỏi rồi, chị nghĩ ra kiểu này thế nào thế? Ờ, à, là thế này, có hôm rảnh rỗi chán trường, ta lấy một cành cây nhỏ quấn quanh tóc chơi, chơi mãi rồi mới phát hiện ra cách này. Thiên hạ tùy tiện tìm một cái cớ để qua chuyện. Lam Hồ còn định nói gì đó, lúc này xích hoa ôm ba đứa nhỏ đi tới. Mà khi nhìn thấy kiểu tóc mới của thiên hạ thì cả người anh ta đều ngẩn ra, trong khi ba đứa nhỏ trong lòng anh ta thì lại hào hứng kêu lên xì, si, si, si. mẹ làm thế này đẹp quá rồi dãy dụa muốn xuống khỏi lòng xích hoa thiên hạ bất đắc dĩ cười một tiếng sao hôm nay cứ một người một vẻ ngẩn ngơ thế này xích hoa sao thế đến giờ ăn cơm rồi à lam hồ đột nhiên trêu chọc anh ta bị vẻ đẹp của chị làm cho ngẩn ngơ rồi ha 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 xích hoa tỉnh táo lại ôm chặt ba đứa nhỏ mỉm cười ngượng ngùng nhưng vẫn lịch sự à hạ hạ chị làm thế này đúng là rất đẹp đúng đến giờ ăn rồi đi ăn cơm thôi nhìn thấy xích hoa nói hơi lắp bắp thiên hạ khẽ cười thành tiếng bước tới khoác tay anh rồi nói với lam hồ đi thôi lam hồ ăn cơm nào khi thiên hạ xích hoa và lam hồ đi đến bàn ăn rất rõ ràng mọi người đều bị làm cho kinh ngạc không khí có một thoáng im lặng sao nào kiểu tóc mới của chúng ta có được không thiên hạ cười chủ động phá vỡ bầu không khí mọi người tỉnh táo lại đều gật đầu đồng ý lam lam em làm kiểu này thật đẹp anh thích ngân phong mạnh dạn tỏ tình chỉ thấy lam hồ liếc anh ta một cái rồi nói với giọng điệu đùa cợt sao nào trước kia không đẹp sao không thích à nghe lam hồ nói câu này thiên hạ suýt nữa thì phụt cười ra tiếng câu này sao lại hiện đại thế nhỉ ngân phong nhanh chóng bước đến bên cạnh lam hồ ôm lấy vai cô ấy một bộ mặt đầy oan ức lam lam em sao lại nói thế chúng ta kết đôi bao lâu rồi anh có thích em không có yêu em không em không biết à trong chốc lát những con thú khác xung quanh đều nhìn ngân phong với vẻ mặt không thể diễn tả những người khác trời đất ơi hóa ra anh là loại người như vậy ngân phong hàn xuyên cũng đi đến bên cạnh thiên hạ ôm lấy eo cô ánh mắt dịu dàng hạ hạ chị làm kiểu này thật sự rất đẹp thiên hạ ngẩng mặt lên trong mắt lóe lên ánh sáng tinh quái vậy trước đây chị không đẹp à hàn xuyên bất đắc dĩ cười nhẹ đưa tay khẽ chọc chán cô lam hồ nói thế chị cũng theo cô ấy nói thế à he he sao mọi người cứ đứng đấy không ăn cơm à. Bên cạnh vang lên giọng nói của Huyền Kỳ. Anh ấy tắm xong quần áo ra thú rồi trở về thì thấy trên bàn ăn đã bày đầy thức ăn, nhưng mọi người đều đứng đấy, cứ mãi không ngồi xuống. Câu nói của Ngân Phong khiến bốn thú phu khác trong lòng đều hồi hộp, rồi đều nhìn Lam Hồ với vẻ mặt đầy mong đợi. Còn Lam Hồ lúc này thì hơi ngơ ngác, cô ấy chỉ muốn uống một bát canh thịt nhiều ớt, sao lại cứ nghĩ là có thai nhỉ? Các người nghĩ nhiều quá rồi, mình chỉ đột nhiên thèm ăn đồ cay thôi, có liên quan gì đến việc có thai chứ? Ngân Phong tiếp tục nói, mình nhớ trước kia trong bộ lạc có một con cái có thai, rồi bà phù thủy đi xem tình hình thì có nói, con cái có thai, khẩu vị của một số con cái sẽ thay đổi, giống như bây giờ em đột nhiên ăn cay được nhiều, nhưng trước kia em chỉ ăn được một chút cay thôi, làm làm. Ừm, điều này hình như đúng rồi đấy, thiên hạ khi mang thai thiên huyền và các con, cô ấy ăn quả chua ngon lắm, mình còn nếm thử một cái, chua đến mức mình ăn không nổi, bây giờ các người hình như cũng có tình trạng này, huyền kỳ đột nhiên lên tiếng hai ngày nay lam lam em hình như cứ ngủ hoài trên đường đi em cũng ngủ suốt quy trạch nhớ lại rồi nói đó không phải là vì tối qua ngủ muộn quá sao lam hồ cảm thấy là do ngủ muộn nên ban ngày cô ấy mới buồn ngủ thiên hạ sau khi bình tĩnh lại một chút vừa tiếp tục uống nước vừa nhìn về phía bụng của lam hồ ngân phong nói đúng rồi một số con cái sau khi có thai khẩu vị sẽ đột nhiên thay đổi lớn có thể một số sẽ thích ăn chua một số sẽ thích ăn cay đôi khi lại muốn ăn ngọt tóm lại là đủ kiểu hơn nữa hai ngày nay, em thực sự cứ ngủ hoài, Lam Hồ, em có thể thực sự đã có thai rồi đấy. Bây giờ cô ấy cảm thấy khả năng Lam Hồ có thai rất cao. Nghe lời Thiên Hạ nói, Lam Hồ có chút không tin nổi mà nhìn về phía bụng mình, rồi vẻ mặt hào hứng nhìn về phía những người bạn đời, sau đó lại nhìn Thiên Hạ. Thật sao? Thực sự là có thai rồi sao? Mình nghĩ khả năng rất cao đấy, những ngày tới em cứ ăn ngon ngủ ngon, nếu thực sự có thai thì sẽ sớm cảm nhận được thôi." Thiên Hạ cười tươi nhìn cô ấy. Đây là lần đầu tiên cô ấy mang thai nên không rõ. Giờ cô ấy đã là mẹ của ba đứa nhỏ rồi, dù sao cũng có chút kinh nghiệm rồi. Được, Lam Hồ vui vẻ tiếp tục ăn bát canh thịt cay xé lưỡi đó, khiến thiên hạ thấy dùng mình. Chẳng lẽ thực sự là do mang thai nên khẩu vị mới thay đổi đột ngột sao? Canh thịt cay thế mà Lam Hồ lại ăn ngon lành, lúc nãy cô ấy nếm thử một miếng, suýt nữa thì mất mạng luôn. Thiên hạ nhìn về phía huyền kỳ bên đối diện, ánh mắt trêu chọc, hóa ra lúc đó anh cũng chua thế sao, ha ha ha. Có lẽ lúc đó Huyền Kỳ ăn quả chua và bây giờ cô ấy nếm canh cay của Lam Hồ là một trường hợp. Huyền Kỳ khóe miệng nhếch lên, ánh mắt chiều mến. Ừm, lúc đó anh thấy em ăn ngon lắm, nên muốn nếm thử một miếng. Kết quả ăn một miếng chua đến nỗi cả hàm răng đều mềm nhũn. Thiên hạ, phụt, Lam Hồ bên này ăn ngon lành. Ngân Phong và mấy thú phu khác căn bản không có tâm trạng ăn. Trên mặt mỗi thú đều tràn đầy niềm vui, ánh mắt cũng sáng rực. Dù bây giờ vẫn chưa thể khẳng định có thực sự có thai hay không, nhưng khả năng này thôi cũng đã đủ vui rồi đã lâu như vậy đây là lần đầu tiên có khả năng này cho dù kết quả cuối cùng không như mong muốn thì cũng không sao cả buổi ăn cơm vui vẻ kết thúc dọn dẹp xong xuôi thì bắt đầu sắp xếp lại đội hình thiên hạ muốn ngồi trên lưng thú của huyền kỳ nhưng thú hình của huyền kỳ quá lớn vẫn ở đội hình thứ ba đội hình thứ nhất trở thành quy trạch cưỡi sư tử vàng và phù ngọc cưỡi hồ ly lam hồ ngồi trên lưng quy trạch phù ngọc mang theo ba đứa nhỏ đội hình thứ hai bên trái nhất là ngân phong cưỡi sư tử vàng kế đó là lạc phong cưỡi hồ ly trúc nhất cưỡi gấu trúc cuối cùng bên phải nhất là lăng tuyển cưỡi sói đen hàn xuyên và huyền kỳ song song ở đội hình thứ ba xích hoa tự mình một đội trên không xích hoa lát nữa anh cứ bay thẳng về phía trước xem tình hình phía trước rồi tìm xem có nguồn nước ở đâu xích hoa gật đầu ừm anh biết rồi huyền kỳ nhìn sang lăng tuyền lăng tuyền em chạy nhanh khi mặt trời bắt đầu lặn thì em đi trước xem có chỗ nào thích hợp để nghỉ ngơi không Tìm được rồi thì em quay lại. Được, sắp xếp xong xuôi thì bắt đầu xuất phát. Lam Hồ nhìn về phía biển bên phải, hào hứng cứ quay đầu lại gọi thiên hạ cùng xem, để Lam Hồ dễ dàng ngắm cảnh, quy trạch và phù ngọc còn đổi chỗ cho nhau. Thiên hạ ước lượng thời gian hiện tại, đoán chừng khoảng 1 đến 2 giờ chiều, vì ánh nắng mặt trời quá trói trang. Bầu trời lúc này lại khác với buổi sáng, buổi sáng còn có chút mây, bây giờ là một mảng trời xanh thẳm, không thấy một gợn mây nào. Thiên hạ, đẹp quá đẹp quá, sau này chúng ta sẽ sống ở biển phải không? Lam Hồ vừa chỉ tay về phía biển vừa hào hứng quay đầu lại nhìn thiên hạ. Đúng rồi, kế hoạch là như vậy. Đến lúc đó chúng ta có thể chơi đùa ở biển. Nếu biết bơi thì còn có thể xuống biển bơi lội. Ở biển có thể nhặt được những vỏ sò xinh đẹp. Cái này còn có thể dùng để trang trí nữa. Nghĩ đến cảnh tượng đó, thiên hạ không nhịn được mà cười tươi. oa quả nhiên là phải ra ngoài xem thế giới. Nghe nói ở biển còn có người cá. Đến lúc đó mình sẽ tìm thêm một người cá làm thú phu. Như vậy mình có thể yên tâm xuống biển chơi rồi." Lam Hồ vừa nói xong, bốn thú phu cùng nhìn cô ấy, ánh mắt hơi buồn, ngay cả bước chân của Quy Trạch cũng khựng lại. Nhận ra có rất nhiều ánh mắt nhìn mình, Lam Hồ đột ngột quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt hơi buồn của bốn thú phu phía sau. Trúc Nhất giọng nói hơi nũng nịu, "Lam Lam, chúng ta mấy người không đủ chăm sóc em sao? Em còn muốn tìm thêm thú phu nữa à?" Nếu nói Hàn Xuyên là người hay làm nũng trong nhà Thiên Hạ, thì Trúc Nhất chính là người hay làm nũng trong nhà Lam Hồ đủ rồi nhưng mà nhà mình thiếu người biết bơi ngân phong quy trạch là sư tử lăng tuyển là sói lạc phong là hồ ly em là gấu trúc các anh đều không biết bơi vậy nếu em muốn xuống biển chơi thì làm sao được rồi lam lam em nói đúng dù không muốn nhưng phải thừa nhận bạn đời nói đúng nếu lam hồ gặp chuyện gì ở dưới nước mà họ lại bị giới hạn bởi đặc điểm chủng loài thì rất khó phát huy hết sức mạnh nhà họ quả thực là không có ai thuộc chủng loài biết bơi thì lam lam đến lúc đó nếu em có thích ai thì chúng ta sẽ đi hỏi xem người ta có đồng ý không ngân phong nhìn lam hồ nói rất nghiêm túc đến lúc đó hãng nói bây giờ nói những chuyện này còn sớm nói xong lam hồ tiếp tục ngắm biển thiên hạ biển này xanh quá bầu trời cũng đẹp lam hồ mình nói cho em biết nha biển đẹp nhất là vào những ngày trời nắng nếu trời âm u hay mưa thì biển sẽ không như vậy đâu lam hồ rất ngạc nhiên quay đầu lại hả à, còn thế sao sao lại thế này Lam Hồ rất khó hiểu. Vì mặt biển giống như một tấm gương, nó phản chiếu toàn bộ màu sắc của bầu trời. Em xem, bây giờ trời xanh, mặt biển chúng ta nhìn thấy có phải cũng xanh không? Câu nói này, cô ấy từng đọc được khi lên kế hoạch đi biển. Lam Hồ trước tiên nhìn biển một cái, rồi quay đầu lại nhìn thiên hạ. Đúng là rất xanh, giống màu trời, nhưng mà, gương là cái gì? Câu hỏi này khiến thiên hạ giật mình, vội vàng tìm cách giải thích. Ờ, à, nói sai rồi, là, em xem, khi chúng ta đến bờ nước có phải chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình trên mặt nước không lam hồ suy nghĩ một chút rồi gật đầu ừm ừm đúng thế thực ra cũng gần giống như vậy màu trời phản chiếu xuống mặt nước nếu hôm nay trời âm u thì mặt biển chúng ta nhìn thấy lại là một màu khác thì ra là vậy thiên hạ chị thật giỏi sao chị biết nhiều thứ thế ờ he he cái này cũng là trước kia khi ở bộ lạc mình nghe các thú nhân lớn tuổi kể lại thiên hạ lại tìm một cái cớ khác thật ra lúc này cô ấy thực sự muốn nói có nên kể hết tình hình của mình cho lam hồ nghe hay không có những lúc cô ấy không tự chủ được mà nói ra một số từ ngữ hiện đại ví dụ như vừa rồi rồi cô ấy phải nói dối để che đậy cuối cùng cô ấy cũng hiểu được câu nói một lời nói dối cần vô số lời nói dối khác để che đậy nghĩ đến việc sau này sẽ may vá quần áo thiên hạ cảm thấy mình càng nên nói cô ấy cúi người xuống nhỏ giọng nói với huyền kỳ huyền kỳ em có chuyện muốn nói với anh huyền kỳ ngẩng đầu lên nhìn hửm Em cũng muốn người cá làm thú phu à? Thiên Hạ, Thiên Hạ tức giận gõ vào đầu rắn của anh, nói linh tinh cái gì đấy, em nói chuyện nghiêm túc. Tìm thú phu thứ năm, đúng là chuyện nghiêm túc mà. Bây giờ anh ấy đang ở dạng thú, nếu không sẽ thấy Huyền Kỳ đang cười trêu chọc. Thiên Hạ nổi giận, cô ấy bĩu môi quay sang Hàn Xuyên, Hàn Xuyên, em muốn ngồi lên người anh. Ánh mắt Hàn Xuyên vừa sáng lên, còn chưa kịp trả lời thì đã bị Huyền Kỳ dập tắt. Anh ấy lông nhiều thế, em ngồi lên người anh ấy hạ hạ em sẽ bị nóng đấy vẫn nên ngoan ngoãn ngồi lên đầu anh đi hàn xuyên muốn nói gì đó nhưng nhìn bộ lông dày xung quanh mình anh ấy lại không nói nên lời đành tự giận dỗi trêu em chơi thôi hạ hạ em muốn nói gì nào huyền kỳ bắt đầu dỗ dành thiên hạ cũng nghiêm túc lại rồi cúi người xuống nhỏ giọng nói anh nghĩ sao nếu em nói với lam hồ rằng em đến từ một thế giới khác nghe thiên hạ nói vậy huyền kỳ dừng bước hàn xuyên bên cạnh thấy vậy cũng dừng lại trên mặt sư tử đầy vẻ khó hiểu huyền kỳ dùng đuôi đặt thiên hạ xuống đất bản thân cũng biến thành hình người hàn xuyên cũng vội vàng biến thành hình người sao thế này chuyện gì xảy ra vậy hàn xuyên khó hiểu hỏi lam hồ lúc này quay đầu lại định nói chuyện với thiên hạ nhưng lại thấy huyền kỳ và hàn xuyên đều dừng lại thiên hạ các người làm gì vậy sao không đi nữa lam hồ vừa gọi cả đội hình lập tức dừng lại rồi quay đầu nhìn về phía họ huyền kỳ nhìn về phía trước các người đi trước đi ta và thiên hạ nói chuyện một chút lát nữa sẽ đuổi kịp vì vậy đội hình tiếp tục đi về phía trước còn ba người họ ở lại phù ngọc vừa đi vừa quay đầu nhìn ba bóng người phía sau lúc này trong lòng anh ấy hơi lo lắng anh ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra huyền kỳ nhìn thiên hạ nghiêm túc lại khó hiểu hạ hạ sao em đột nhiên muốn kể cho lam hồ và những người khác rằng em đến từ một thế giới khác hả hạ, hạ hạ sao lại thế hàn xuyên cũng tỏ vẻ khó hiểu thiên hạ thở dài một hơi rồi nói với vẻ mệt mỏi sao em lại đột nhiên có ý nghĩ này nhỉ là vì nhiều lúc nói ra điều này lại cần một lời nói dối khác để che đậy cứ nói dối rồi lại phải che đậy thực sự rất mệt ví dụ như vừa rồi em nói với cô ấy về biển mà những điều em nói về biển là những điều em biết ở thế giới của em nhưng cuối cùng em đã nói dối để che đậy mọi chuyện thực sự là em đã cố gắng chú ý lời nói của mình nhưng đôi khi lại vô thức nói ra hơn nữa đã sống cùng gia đình lam hồ lâu như vậy rồi cô ấy và các thú phu của cô ấy là người như thế nào chắc các anh cũng hiểu rõ vậy các anh nghĩ em nên nói không thiên hạ nhìn họ với vẻ mong đợi muốn biết họ nghĩ gì huyền kỳ và hàn xuyên cùng rơi vào im lặng cả hai đều đang suy nghĩ thấy họ đang suy nghĩ thiên hạ nói thêm những điều mình nghĩ đến hôm nay hôm nay em đột nhiên nghĩ ra có thể dùng da thú để may những kiểu quần áo khác hiện tại con cái chúng ta đều mặc kiểu này các thú được thì chỉ dùng một mảnh da thú quấn quanh phần dưới còn ở thế giới của em chúng ta có rất nhiều kiểu quần áo khác nhau lúc ăn cơm em đột nhiên nghĩ đến điều này lam hồ dễ dỗ dành nhưng cô ấy cũng là người hay hỏi tại sao nhất đến lúc em may ra những bộ quần áo mới phản ứng đầu tiên của cô ấy chắc chắn là hỏi em nghĩ ra kiểu này thế nào nếu sau này em lại nghĩ ra những kiểu khác cô ấy vẫn sẽ hỏi em có thể dỗ được lam hồ nhưng không có nghĩa là các thú phu của cô ấy cũng sẽ tin lời em nói thật ra em nghĩ họ đã sớm nhận ra rồi chỉ là chúng ta không nói họ cũng không hỏi thôi em nghĩ chi bằng cứ nói cho họ biết đi cũng đỡ phải tìm đủ loại lý do để giải thích sau này. Nghe thiên hạ nói xong, Huyền Kỳ và Hàn Xuyên nhìn nhau. Hạ hạ, em nói cũng đúng, em đã quyết định chưa? Ừm, cứ quyết định như vậy đi, trước tiên xem xét tình hình, chờ đến khi cơ hội thích hợp, rồi hãy kể chuyện này cho họ biết, bây giờ chúng ta mau đuổi kịp họ thôi. Huyền Kỳ gật đầu, rồi biến thành thú hình đặt thiên hạ lên đầu, Hàn Xuyên cũng biến thành sư tử vàng, một rắn một sư tử nhanh chóng lao về phía trước. Xích hoa trên trời nhìn xuống phía dưới, đường biên giới này phía trước vẫn là rừng cây bên trái biển cả bên phải nhìn xuống phía sau đội hình đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh ta khẽ thở dài cách đi này vẫn hơi chậm xích hoa suy nghĩ một chút rồi nhanh chóng nảy ra ý tưởng sau đó anh ta quay đầu bay về phía bên trái bắt đầu tìm kiếm nguồn nước thời gian từng chút từng chút trôi qua ánh nắng trói trang lại trở nên mờ nhạt lăng tuyển cũng bắt đầu lên đường đi tìm kiếm nơi thích hợp để nghỉ ngơi lam hồ lại ngủ gật trên đường lúc này mấy thú phu đã chắc chắn bạn đời của mình thực sự có thai rồi. Thậm chí còn không cần phải đợi đến 30 ngày để cảm nhận dòng máu, chỉ cần nhìn vào biểu hiện hiện tại thôi cũng đủ để khẳng định rồi. Vì Lam Hồ chưa bao giờ ngủ nhiều đến vậy, bình thường người có năng lượng dồi dào nhất chính là cô ấy, đặc biệt là khi ra ngoài, nhưng bây giờ lại cứ ngủ triền miên, khẩu vị cũng thay đổi. Khi xác định việc có thai, mấy thú phu của Ngân Phong vui mừng đến mức suýt nữa thì nhảy cẫng lên. Bây giờ họ đang tự hỏi, Lam Hồ mang thai con của ai đây? và mang thai mấy đứa nhỉ? Họ bắt đầu mong chờ ngày thứ 30 và ngày thứ 60. Thiên Hạ nhìn Hàn Xuyên, tò mò hỏi, "Hàn Xuyên, dòng họ sư tử vàng của các anh mang thai mất bao lâu vậy?" Hàn Xuyên suy nghĩ một chút, "Hơn 3 tháng, một số con cái sẽ mất gần 4 tháng mới sinh con." "Lâu thế à?" Thiên Hạ có chút sửng sốt. So với 10 tháng mang thai của người, 3 tháng rưỡi thực ra rất ngắn, nhưng sau khi sinh con rắn, cô ấy lại thấy 3 tháng rưỡi hơi lâu. "Vậy thì hồ ly mang thai bao lâu vậy?" thiên hạ lại hỏi hàn xuyên nhìn cô ấy với vẻ khó hiểu thực sự không hiểu tại sao cô ấy lại hỏi anh ấy câu này hạ hạ em không nên hỏi phù ngọc à anh là sư tử sao anh biết hồ ly mang thai bao lâu ồ xin lỗi em vô thức hỏi thôi ha 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 thiên hạ tự cười mình lúc này bầu trời đột nhiên bị che khuất bởi một bóng đen cô ấy ngẩng đầu lên nhìn hóa ra là xích hoa đã trở lại xích hoa dừng lại phía sau họ đáp xuống rồi biến thành hình người sau đó chạy về phía họ. Tìm được nguồn nước rồi à? Huyền Kỳ liếc nhìn Xích Hoa đang đi bên cạnh. Xích Hoa thở hổn hển, nghỉ ngơi một chút rồi trả lời, tìm được rồi, nhưng mà hơi xa, không nằm trên đường của chúng ta, ở trong rừng bên trái kia, nếu lấy nước, chỉ có anh và em đi thôi. Không thể nào cả đội hình đều đi được, như vậy sẽ rất tốn sức. Ừm, biết rồi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một con sói đen phi nước đại từ phía trước tới, trong nháy mắt, Lăng Tuyền đã đến bên cạnh Hàn Xuyên nhìn lăng tuyền huyền kỳ hơi ngạc nhiên tốc độ của anh ta nhanh ngang ngửa với anh ấy cho đến nay họ dường như chưa từng thấy lăng tuyền sử dụng dị năng việc sắp xếp anh ta vào đội hình thứ ba cũng chỉ vì tốc độ của sói thực sự nhanh hơn các loài thú khác dị năng của em là tốc độ à huyền kỳ nhìn lăng tuyền hả đúng rồi dị năng của em là tốc độ lăng tuyền hơi ngơ ngác thiên hạ lúc này ồ một tiếng không trách chưa từng thấy lăng tuyền sử dụng dị năng hóa ra dị năng của anh ta là tốc độ hai nhà họ thường đi ra ngoài thực sự cũng không cần đến dị năng tốc độ lăng tuyền ngẩng đầu nhìn trời em đã đi xem phía trước rồi tối nay chỉ có thể nghỉ ngơi trong rừng thôi phía trước không xa có một cây rất to xung quanh cây đó không có cây nào khác chúng ta có thể nghỉ ngơi dưới gốc cây em đi trước dẫn đường đi nhận được lệnh lăng tuyền nhanh chóng đi đến phía trước đội hình rồi bắt đầu dẫn đường rất nhanh mọi người cuối cùng cũng đến được nơi nghỉ chú đêm nay đó là một cây cổ thụ khổng lồ thân cây to đến mức có lẽ bằng hai thú hình của huyền kỳ có lẽ là do cây này quá lớn hấp thụ quá nhiều chất dinh dưỡng xung quanh không có cây nào khác thực sự là một nơi nghỉ trú hoàn hảo cái nóng bức trong gió dần được thay thế bằng cái lạnh khi trời dần tối các thú được nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi trải ra thú xuống dưới gốc cây lam hồ lúc này vẫn chưa tỉnh ngân phong nhẹ nhàng bế cô ấy xuống từ lưng quy trạch vừa đặt cô ấy xuống tấm da thú lam hồ đã tỉnh giấc hừm đây là đâu vậy Lam Hồ mơ màng nhìn Ngân Phong một cái, rồi lại nhắm mắt lại. Sao cô ấy lại buồn ngủ thế này? Đến nơi nghỉ ngơi đêm nay rồi, Lam Lam, em tỉnh dậy một lúc đi. Chúng ta nhanh lên chút, ăn xong rồi em ngủ nhé." Ngân Phong vừa nói vừa đặt tay lên bụng cô ấy, giọng nói đầy sự dịu dàng và yêu thương. Nghe đến đây, Lam Hồ khẽ lắc đầu, rồi dụi dụi mắt, cả người tỉnh táo hơn hẳn. Lam Hồ nhìn bàn tay anh ấy đặt trên bụng mình, rồi nhìn Ngân Phong, "Anh đặt tay lên bụng em làm gì vậy?" Nghe vậy, Ngân Phong không nhịn được mà cười thành tiếng, "Lam Lam, em thật đáng yêu, chúng ta đã xác định em có thai rồi, trong bụng em có một sinh linh nhỏ rồi." Nếu như lúc nãy tỉnh táo được 50%, thì bây giờ nghe Ngân Phong nói câu này, Lam Hồ đã tỉnh táo 100% rồi. Cô ấy nắm lấy tay Ngân Phong, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, "Thật sao? Các anh cảm nhận được rồi sao?" "Không phải cảm nhận được, mà là chúng ta nhìn vào phản ứng của em mấy ngày nay mà xác định thôi, em hôm nay gần như ngủ cả ngày rồi." Lam Lam em có thấy buồn ngủ lắm không, còn đói nhanh nữa không? Lam Hồ gật đầu lia lịa, cũng không hẳn là đói nhanh lắm, chỉ là cứ muốn ăn gì đó thôi, còn buồn ngủ thì đúng rồi, mình cứ muốn ngủ. Nụ cười trên mặt Ngân Phong càng đậm hơn. Trước kia trong bộ lạc, con cái có thai cũng vậy thôi, ăn nhiều ngủ nhiều, lát nữa ăn tối mình làm một ít cho vào không gian, nếu em muốn ăn gì thì cứ gọi mình. Sao Ngân Phong lại hiểu rõ những điều này đến vậy? Đó là bởi vì trước kia Lam Hồ rất muốn có con. Vì thế mấy người bạn đời trong nhà đều lần lượt đi hỏi những con đực đã kết đôi và có con trong bộ lạc, thậm chí họ còn đi hỏi những con cái từng mang thai, bản thân anh ấy cũng đã đi hỏi bà phù thủy. Một mặt là muốn xem có cách nào để có con không, mặt khác là muốn biết khi mang thai bạn đời sẽ có phản ứng như thế nào, làm thế nào để chăm sóc bạn đời tốt hơn. Dù sau này cũng không có thai, nhưng những kiến thức học được chắc chắn sẽ có ích. Đến bây giờ, cuối cùng cũng dùng đến rồi. Dọn dẹp và sửa sang xong xuôi, Ngân Phong và Huyền Kỳ bắt đầu lấy ra tất cả đồ đạc, rồi mọi người bắt đầu chuẩn bị. Người thì dựng bếp, người thì rửa nồi, người thì bày bàn ghế, ai nấy đều bận rộn. Xích Hoa đi đến chỗ Huyền Kỳ, Huyền Kỳ, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Huyền Kỳ hơi ngạc nhiên, rồi đặt đồ đạc xuống đi sang một bên, Xích Hoa đi theo sát phía sau. Hửm, có chuyện gì muốn nói với ta à? Huyền Kỳ hơi tò mò. Xích Hoa nhìn anh ta, ta chỉ muốn nói, ngươi không thấy tốc độ hành quân của chúng ta hiện giờ hơi chậm sao mùa hè sắp đến rồi chỉ còn khoảng một tháng nữa thôi với tốc độ này ta nghĩ khi mùa hè đến chúng ta vẫn chưa ra khỏi nam đại lục đâu nghe anh ta nói vậy huyền kỳ rơi vào trầm tư thật ra anh ấy cũng biết tốc độ hiện tại hơi chậm tốc độ của tất cả thú nhân đều không chậm nhưng chủ yếu là vì bạn đời đang ngồi trên lưng họ nếu họ chạy nhanh bạn đời rất có thể sẽ không chịu được cũng rất nguy hiểm hơn nữa bây giờ lam hồ có vẻ như đang mang thai điều này càng không thể được ta có một ý tưởng Huyền Kỳ nhìn anh ta với vẻ kinh ngạc, con rồng ngốc nghếch này lại nghĩ ra cách rồi sao? Nói nghe xem nào. Ta bế thiên hạ và lam hồ bay, ta bay trên trời nhanh hơn các ngươi nhiều, như vậy các ngươi sẽ không còn lo lắng gì nữa, có thể chạy nhanh hơn. Xích Hoa nói rất nghiêm túc. Ngươi nói cũng hay đó, nhưng ngươi bay cao như vậy, rất nguy hiểm, lỡ họ rơi xuống thì sao? Hơn nữa bây giờ Lam Hồ có vẻ như đang mang thai, Ngân Phong và những người khác có thể sẽ không đồng ý với ý tưởng này, Huyền Kỳ cau mày nói. Không phải, ngươi có thể tin tưởng ta hơn một chút được không? Ta dù sao cũng là một con rồng, lại là thú nhân cấp 9, ta lại có thể làm rơi bạn đời của mình sao? Xích hoa gần như tức điên lên rồi. Anh ta quay người đi ra một đoạn, rồi xoẹt một tiếng biến thành thú hình, những loài chim thú đang đậu trên cây xung quanh lập tức bay tán loạn. Trong chốc lát, mọi người đều nhìn về phía họ. Huyền kỳ, ngươi lại đây, xích hoa gọi huyền kỳ, huyền kỳ không hiểu gì cả đi tới. Khi huyền kỳ đi đến gần, Xích Hoa đột nhiên đưa cái đầu rồng khổng lồ của mình đến trước mặt anh ấy. Nếu ngươi không đưa ra kết quả, hôm nay ta sẽ với tư cách thú phu thứ nhất dạy dỗ ngươi một bài học. Huyền Kỳ nói những lời đe dọa, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. A, à, ta bảo ngươi nhìn đầu ta cơ. Huyền Kỳ bị Xích Hoa làm cho khó hiểu. Nhìn vào cái đầu rồng của anh ta, trên đó có hai cái sừng rồng lớn, giữa đầu có một hàng gai nhọn, từ đỉnh đầu đến đuôi, sống lưng của con rồng đều có những cái gai nhọn này. Trên đỉnh đầu là những cái gai nhỏ và ngắn, Gai từ nhỏ đến lớn, gai nhọn ở giữa sống lưng là lớn nhất, rồi từ giữa đến đuôi, gai lại từ lớn đến nhỏ. Những cái gai nhọn trên đỉnh đầu ta mềm, hơn nữa chất liệu đầu ta cũng giống như đầu rắn của ngươi, thân ta có thể cử động, nhưng đầu ta lại không thể lay động, về độ ổn định thì không cần lo lắng. Nhìn đầu Xích Hoa, nghe những lời anh ta nói, Huyền Kỳ dường như hiểu ra ý anh ta. Thiên Hạ nhìn Xích Hoa và Huyền Kỳ ở đằng xa, hơi tò mò và khó hiểu, không biết hai người họ đang nói gì nữa. Lúc này, một bàn tay ôm lấy eo cô ấy cô ấy quay đầu lại nhìn là phù ngọc hạ hạ hôm nay ta hầu như không nói chuyện với em phù ngọc vẻ mặt đầy oan ức thiên hạ mỉm cười đáp lại ôm anh ấy anh ở đội hình thứ nhất mà hơi xa một chút vất vả anh rồi cả ba đứa nhỏ nữa à ba đứa nhỏ bây giờ đang làm gì thế nói đến đây hôm nay ba đứa nhỏ lại ngoan ngoãn một cách bất ngờ hôm nay chúng nằm trên lưng ta cả ngày bây giờ đang giúp hàn xuyên ở chỗ bếp vì lạc bạch hôm nay bị lam hồ khen ngợi nên hai đứa nhỏ còn lại cũng muốn giúp việc chúng cũng muốn được khen ngợi phụt ha 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 ngủ cả ngày vậy thì tối nay tiêu rồi hửm sao thế phù ngọc không hiểu anh đoán xem tại sao hôm nay chúng ngủ cả ngày thiên hạ nhìn phù ngọc với vẻ trêu chọc còn phù ngọc thì lắc đầu vì tối qua chúng nghịch trên đầu huyền kỳ đến nửa đêm mới ngủ kết quả là hôm nay không có sức nên ngủ cả ngày trên lưng anh bây giờ đã ngủ đủ rồi vậy thì tối nay phù ngọc trợn tròn mắt được rồi tối nay cứ để huyền kỳ bế ha 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 thiên hạ cười nghiêng ngả à. thiên hạ và lam hồ trò chuyện chưa được bao lâu thì bữa tối được dọn lên lúc này ba đứa nhỏ rất hào hứng kêu lên trên bàn ăn xì 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 chúng nó nói gì vậy thiên hạ vừa ngồi xuống vừa quay đầu hỏi huyền kỳ bên cạnh huyền kỳ liếc nhìn con mình chúng nó nói hôm nay chúng đã giúp các cha làm cơm ô ngã thiên hạ hiểu rồi ba đứa nhỏ này muốn được khen ngợi vì vậy các con Hôm nay các con đã giúp các cha làm cơm nha, giỏi lắm, lát nữa mẹ sẽ ăn nhiều hơn một chút, không thể phụ lòng các con được. Thiên hạ nở nụ cười hiền từ của người mẹ. Xì, xì, xì thích mẹ, mẹ tốt nhất, ba đứa nhỏ vui vẻ chạy đến chỗ mẹ, rụi rụi đầu vào tay mẹ. Thiên hạ vuốt ve đầu từng đứa một, mẹ thấy thời gian trôi chậm quá, các con bao giờ mới hóa hình thành người đây, không thì mẹ không hiểu các con nói gì nữa, giọng nói có chút ủy khuất. Nghe vậy, Huyền Kỳ khẽ cười thành tiếng, chắc hạ hạ em phải kiên nhẫn chờ thêm một chút nữa rồi thiên hạ bất lực nhìn anh ta một cái thời gian thật dài lam hồ ngồi bên trái thiên hạ hào hức nhìn bạn đời dọn từng món ăn lên bàn ngân phong bưng lên hai bát canh gà hầm một bát cho nhiều ớt một bát thì không không cần phải đoán bát canh nhiều ớt tất nhiên là của lam hồ ngân phong đặt bát canh gà không ớt trước mặt thiên hạ thiên hạ cảm ơn rồi bắt đầu ăn oa à, hôm nay bát canh gà hầm nhiều ớt này có vị khác biệt đấy ngon thật Lam Hồ ăn rất ngon lành. Em thích là được rồi. Ngân Phong vẻ mặt đầy cương chiều. Thiên hạ nhìn bát canh gà nhiều ớt của Lam Hồ, để ta nếm thử một chút. Lam Hồ đẩy bát canh về phía cô ấy, cô ấy múc một muỗng, cho vào miệng. Phù hà, phù hà. Thiên hạ trực tiếp bưng bát canh gà không ớt của mình lên, uống ửng ực như uống nước. Ha 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 ha, thiên hạ cứ ngoan ngoãn ăn của chị đi. Lam Hồ cười nghiêng ngả. Huyền Kỳ định đi lấy nước, thì Phù Ngọc đã nhanh chóng đứng dậy đi lấy trước nhìn thiên hạ huyền kỳ và hàn xuyên đều vừa buồn cười vừa bất lực hạ hạ em đã nếm thử khẩu vị của lam hồ rồi mà sao còn muốn nếm thử nữa vậy hàn xuyên thực sự bị cô ấy làm cho bật cười thiên hạ há miệng thở môi hơi sưng đỏ có lẽ là ta không phục ta muốn nếm thử thêm một lần nữa thôi rồi giờ cô ấy thực sự là hết cách rồi phù ngọc bưng một bát nước đến thiên hạ nhận lấy rồi uống ừng ực uống chậm thôi được rồi được rồi hạ hạ đừng uống nữa uống hết bát nước này thì không ăn cơm nữa đâu không cay nữa rồi thì ăn chút gì đi lát nữa sẽ đỡ hơn thôi huyền kỳ ngăn cô ấy lại gần đây ba đứa nhỏ rất thích bám lấy xích hoa vì ba ngày xích hoa bay trên trời nên cứ đến giờ ăn ba đứa nhỏ tự động leo lên vai anh ta rồi ngoan ngoãn ngồi đó xem mọi người ăn cơm xi si xi si si ngã cha xích hoa bao giờ cha mới cho con bay một chút nào ngã thiên huyền nhỏ giọng nói tinh di và lạc bạch cũng gật đầu phụ họa xích hoa sững sờ một chút rồi nhìn ba đứa nhỏ với vẻ mặt tinh quái. Các con không sợ cha các con à? Ba đứa nhỏ trước tiên nhìn cha ruột đang ăn cơm, rồi ngẩng đầu nhìn anh ta, tiếp tục nhỏ giọng nói, si 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 ngã, chỉ cần cha không biết thôi ngã. Thế thì không được, cha các con dữ lắm, lát nữa cha ấy mắng ta thì sao? Xích hoa nói rất nghiêm túc, nhưng trong lòng lại đang thầm cười. Là bạch đột nhiên lên tiếng, si si si, cha xích hoa, cha không đánh lại cha chúng con, nên cha sợ cha chúng con phải không? Hay, là bạch, con nói gì vậy? Sao lại nói ta không đánh lại cha các con? Ta khi nào mà sợ cha các con rồi? Giọng nói càng lúc càng cao. Đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt nguy hiểm. Xích hoa ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện ra mọi người đều nhìn anh ta. Đôi mắt rắn của huyền kỳ trở nên dài và nhỏ. Anh ta lập tức ngồi ngay ngắn, rồi chỉ vào ba đứa nhỏ trên vai mình. Huyền kỳ, thiên hạ, thiên huyền, tinh di và lộc bạch nói muốn ta lén lút cho chúng bay. Ba đứa nhỏ. Sau đó, ba đứa nhỏ bị cha ruột nhìn chằm chằm các con rất muốn bay sao lúc này huyền kỳ giọng nói lạnh lùng vẻ mặt lạnh lùng ba đứa nhỏ sợ hãi vội vàng bò xuống vai xích hoa rồi bơi đến trước mặt thiên hạ run lẩy bẩy chúng tưởng mẹ sẽ thương chúng rồi giúp đỡ ngăn cha lại nhưng không ngờ thiên hạ đẩy ba đứa nhỏ đến trước mặt huyền kỳ rồi vẻ mặt thờ ơ đừng nhìn mẹ mẹ không quản được đâu cha các con quyết định hơn nữa cha và mẹ có nói với các con là không được làm như vậy không có nói không ba đứa nhỏ ủy khuất Xì xì xì, cha mẹ, con biết lỗi rồi. Thiên hạ vội vàng quay mặt đi, bắt đầu ăn. Cô ấy sợ mình mềm lòng rồi ngăn Huyền Kỳ dạy dỗ các con. Chúng mới có bao nhiêu tuổi, mấy đứa trẻ con mà lại muốn bay lên trời chơi. Phải dạy dỗ. Huyền Kỳ không nói gì, vẻ mặt lạnh lùng và uy nghiêm khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hàn Xuyên và Phù Ngọc định nói đỡ vài câu cho ba đứa nhỏ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt anh ấy thì lập tức im lặng. Hàn Xuyên, Phù Ngọc, đại thần không thể đắc tội lúc đầu đã định để cha xích hoa của các con đưa các con đi trên trời nhưng không ngờ ba con lại to gan đã dám lén lút muốn cha xích hoa bí mật đưa các con đi bay rồi nếu vậy ba con cứ đi bộ cùng chúng ta đi nếu các con không theo kịp thì ta sẽ coi như không có ba đứa con này nữa huyền kỳ nói rất bình tĩnh còn thiên hạ thì giật mình định nói gì đó nhưng cô ấy lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại cô ấy nhìn huyền kỳ chỉ thấy anh ấy khẽ nhớn mày thở phào một hơi thiên hạ tiếp tục ăn lúc này lam hồ lại chạm vào tay cô ấy thiên hạ chồng lớn của nhà em hơi nghiêm trọng rồi đấy mấy đứa nhỏ thích chơi mà xích hoa lại biết bay muốn trải nghiệm việc bay cũng rất bình thường nói không cần các con nữa em nỡ lòng nào à lam hồ nhỏ giọng nói bên cạnh cô ấy không sao đâu anh ấy hiểu em mà sẽ không thực sự không cần các con đâu huyền kỳ chắc là muốn huấn luyện ba đứa nhỏ nên lúc này em không thể xen vào việc anh ấy dạy dỗ con được bữa tối gần ăn xong huyền kỳ nói có chuyện cần thông báo lúc này thiên hạ khẽ liếc mắt nhìn xích hoa hai ngày nay tốc độ di chuyển của chúng ta thực sự quá chậm cứ tiếp tục như vậy khi mùa hè đến chúng ta rất có thể vẫn chưa ra khỏi nam đại lục nói đến mùa hè các thú được đều cau mày trước đó xích hoa có đề cập đến một ý tưởng ta và hắn đã bàn bạc rất lâu bây giờ muốn nghe ý kiến của mọi người là thế này xích hoa cho rằng hắn sẽ đưa thiên hạ và lam hồ đi trên không vì tốc độ di chuyển trên không của hắn nhanh hơn chúng ta rất nhiều như vậy chúng ta sẽ không còn lo lắng gì nữa và có thể nhanh chóng di chuyển chỉ cần vài ngày nữa là có thể đến được rừng sương mù khi huyền kỳ nói xong các thú được nhà lam hồ càng cau mày hơn ta không yên tâm lam lam bây giờ đang mang thai bay cao như vậy lỡ có chuyện gì thì sao ngân phong nghiêm túc nói huyền kỳ nhìn ngân phong cũng rất nghiêm túc và chân thành ta biết ngươi không yên tâm nhưng có một điều cần phải nói rõ với mọi người đây là đặc tính riêng của chúng ta đầu của ta và xích hoa rất ổn định Nói dễ hiểu hơn là, dù thân thể chúng ta có cử động thế nào thì đầu vẫn luôn giữ nguyên vị trí. Nghe đến đây, mắt Thiên Hạ sáng lên, cô ấy biết điều này. Giống hệt như cái đầu gà trống ấy. Trước đây cô ấy xem được một video, một blogger cột camera vào cổ gà trống, rồi dù có xoay và lắc mạnh thân gà thế nào, đầu gà vẫn giữ nguyên vị trí, cuối cùng tháo camera ra xem thì thấy hình ảnh không hề bị rung lắc. Khả năng giữ thăng bằng rất thần kỳ. Huyền Kỳ tiếp tục nói, vì vậy ý tưởng của chúng ta là thiên hạ và lam hồ sẽ ngồi trên đầu xích hoa rồi chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một số biện pháp đảm bảo an toàn mọi người yên tâm xích hoa chắc chắn sẽ chú ý khi bay ta tin hắn sẽ không ngu ngốc đến mức làm rơi bạn đời và bạn của bạn đời mình hàn xuyên và phù ngọc bên cạnh rơi vào trầm tư nhìn vẻ mặt mọi người thiên hạ cũng suy nghĩ một hồi rồi nhìn lam hồ lam hồ em nghĩ sao lam hồ vẫn đang ăn nuốt miếng thịt rồi trả lời em thấy được đó chứ chắc chắn huyền kỳ và xích hoa đã thấy được rồi mới nói với chúng ta em không có vấn đề gì lời lam hồ nói khiến thiên hạ rất bất ngờ ngay cả ngân phong và những thú phu khác cũng rất bất ngờ lam lam bay cao như vậy em không sợ à lỡ ngân phong rất lo lắng sợ cái gì chứ xích hoa và huyền kỳ chắc chắn đã thấy không có vấn đề gì mới nói với chúng ta hơn nữa thiên hạ cũng đi cùng em nếu họ thực sự thấy nguy hiểm huyền kỳ và xích hoa dám để thiên hạ ngồi lên không được rồi mọi người yên tâm đi nghe lời huyền kỳ thôi lam hồ dứt khoát nói mấy người định nói gì đó cũng im lặng bạn đời nói đúng nếu thực sự không an toàn huyền kỳ và xích hoa chắc chắn sẽ không để thiên hạ ngồi lên họ cứ yên tâm đi lúc này thiên hạ thực sự muốn vỗ tay cho lam hồ khí thế của một gia chủ quả nhiên khác biệt lời lam hồ nói khiến xích hoa rất vui lam hồ nói quá đúng rồi nếu nguy hiểm sao lại để thiên hạ và lam hồ làm vậy chứ đương nhiên là không rồi ta có thể đảm bảo ta nhất định sẽ bay rất vững chắc, mọi người cứ yên tâm. Giữa thú và thú cần phải có sự tin tưởng. Nếu ta bay hết tốc lực thì rừng sương mù chỉ mất một ngày một đêm là đến được thôi, nếu chúng ta sắp xếp như vậy thì chỉ cần vài ngày nữa là đến được, rồi nghỉ ngơi ở rừng sương mù một hai ngày, chúng ta có thể vào đông đại lục và hướng về phía biển Đông Hải. Nếu tốc độ của chúng ta đủ nhanh, có lẽ có thể đến được biển Đông Hải trước khi mùa hè đến, đến lúc đó, dù có hai mặt trời chúng ta cũng không cần phải lo lắng nữa huyền kỳ vừa suy nghĩ vừa nói đêm xuống xích hoa thắp một vòng lửa bất diệt ở vòng ngoài cùng các thú được biến thành thú hình vây quanh cây đại thụ tạo thành vòng tròn thứ hai thiên hạ và lam hồ nghỉ ngơi ngay trung tâm huyền kỳ dẫn theo ba đứa nhỏ cùng xích hoa một trái một phải nghỉ ngơi bên ngoài vòng lửa bất diệt có lẽ vì mang thai nên dễ buồn ngủ lam hồ và thiên hạ nói chuyện được vài câu đã ngủ thiếp đi còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ nghe tiếng ngáy của lam hồ thiên hạ cũng buồn ngủ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ba đứa nhỏ hôm nay không được ngủ trên đầu cha yêu mà bị vứt xuống đất bên cạnh không được ngủ trên đầu cha chúng càng hưng phấn hơn vì không cần kiêng rè gì nữa chúng lại bắt đầu nô đùa huyền kỳ mở đôi mắt rắn to nhìn ba đứa nhỏ đang chơi đùa bên cạnh các con đêm nay không ngủ ngày mai sẽ không có thời gian cho các con ngủ đâu ai không theo kịp đội hình sẽ bị bỏ lại đấy giọng nói lạnh lùng của cha yêu khiến ba đứa nhỏ cứng đờ người rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ dù không ngủ được cũng phải nằm im. Chúng không muốn bị bỏ lại. Nhưng thú con vốn dĩ rất hay buồn ngủ, vừa rồi còn nói không ngủ được, sau khi ngừng nô đùa một lúc thì đã ngủ say. Một đêm ngon giấc. Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu dàng xuyên qua kẽ lá, dọi xuống mọi người. Phù Ngọc là người đầu tiên tỉnh dậy. Anh đứng dậy, lắc lắc bộ lông xinh đẹp, rồi biến thành người, nhìn quanh một vòng rồi bắt đầu đi rửa mặt bên bếp. Sau đó Huyền Kỳ và Hàn Xuyên cũng tỉnh dậy. Huyền Kỳ liếc nhìn ba đứa nhỏ đang ngủ bên cạnh, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ yêu thương, rồi biến thành người, cũng đi về phía bếp. Hàn Xuyên tuy đã tỉnh, nhưng vẫn nằm im, mở to đôi mắt sư tử, không muốn động đậy. Nhưng khi thấy Huyền Kỳ và Phù Ngọc đã rửa mặt xong, anh bắt đầu đứng dậy. Gia đình Lam Hồ cũng lần lượt tỉnh giấc, rồi nhẹ nhàng bắt đầu rửa mặt và chuẩn bị bữa sáng. Thiên Hạ trở mình, đúng lúc ánh nắng chiếu vào mắt cô. Ưm, ừ, sáng quá. Thiên Hạ mơ màng mở mắt, thấy ánh sáng chiếu vào mặt, liên trở mình lại tiếp tục ngủ không biết qua bao lâu thiên hạ và lam hồ bị bạn đời gọi dậy lúc này bữa sáng đã được chuẩn bị xong chỉ chờ họ cùng ăn trúc nhất bế lam hồ đi rửa mặt còn xích hoa thì bế thiên hạ thiên hạ ôm lấy xích hoa vùi đầu vào lồng ngực rắn chắc của anh giọng nói nũng nịu buồn ngủ quá trái tim xích hoa mềm nhũn vậy lát nữa anh bay chậm một chút em ngủ trên đầu anh nhé nghe câu này thiên hạ đột nhiên mở to mắt trong vòng tay anh cả người tỉnh táo hẳn suýt nữa quên mất hôm nay đi bằng đường hàng không nhìn phản ứng của người trong lòng xích hoa không nhịn được cười thành tiếng bạn đời của anh thật đáng yêu giật mình như con thỏ nhỏ à không đúng cô ấy vốn là thỏ nhỏ sau khi rửa mặt qua loa xích hoa bế cô ngồi xuống bữa sáng bắt đầu ba đứa nhỏ thấy mẹ yêu đến liền hào hứng bơi tới hôm nay chúng muốn mẹ đút cơm nhưng chưa kịp đến gần mẹ một bàn tay to lớn đã ôm lấy chúng ccc si, 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 muốn mẹ Ba đứa nhỏ lớn tiếng phản đối hành động của cha yêu. Huyền Kỳ đặt một đĩa thức ăn đầy áp trước mặt ba đứa nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng nói, tìm mẹ các con làm gì, ảnh hưởng đến mẹ ăn cơm, từ hôm nay trở đi, các con tự ăn. Ba đứa nhỏ nhìn thức ăn trước mặt, định phản đối tiếp, nhưng liếc thấy vẻ mặt không dễ chọc của cha yêu, cuối cùng đành im lặng cúi đầu ăn. Ba đứa nhỏ, hu hu hu, thiên hạ nhìn ba đứa nhỏ, mỉm cười, các con, phải tự lập, tự ăn cơm nhé, ngoan ngã nhận được sự an ủi của mẹ, ba đứa nhỏ vui vẻ, ăn uống rất ngon lành. Ăn sáng xong, sẽ bắt đầu thử bay. Mọi người thu dọn đồ đạc, bắt đầu đi về phía bên phải, ra khỏi rừng, lộ trình hôm nay sẽ bắt đầu từ đường biên giới. Khoảnh khắc bước ra khỏi rừng, Lam Hồ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền không nhịn được kêu lên. Oa, thiên hạ em xem, hôm nay trời lại khác rồi. Trên bầu trời hôm nay là những đám mây trắng xóa, trông mềm mại như bông gòn. Ừm, hôm nay mây đẹp thật. Thiên Hạ mỉm cười đáp, Xích Hoa đi ra xa một đoạn, rồi biến thành rồng, thu cánh lại, quay đầu nhìn Thiên Hạ và Lam Hồ. Mọi người đi đến gần, Xích Hoa cúi đầu rồng to lớn xuống. Huyền Kỳ chỉ vào vị trí đã chọn từ hôm qua, nhìn Thiên Hạ và Lam Hồ, "Ngồi ở đây, một chút một sau, gai trên đầu không cứng lắm, có thể nắm trực tiếp." Vừa dứt lời, một tấm da thú được trải lên vị trí anh vừa chỉ. Xích Hoa chỉ thấy Ngân Phong vừa trải tấm da thú vừa nói, "Lam Lam nhà tôi mang thai rồi." vẫn hơi cứng, trải thêm tấm da thú cho thoải mái. Phụt, Hàn Xuyên bật cười, nhưng ngay sau đó anh không cười nổi nữa, vì Phu Ngọc cũng lấy một tấm da thú dày và mềm mại trải lên. Xích Hoa, các người làm vậy, tôi cảm thấy như các người đang sỉ nhục tôi. Xích Hoa u ám lên tiếng, đôi mắt rồng màu đỏ trở nên dài và hẹp, đầy vẻ nguy hiểm. Đầu của anh rất mềm mại mà, đây là ý gì? Thiên hạ đưa tay sờ lên đầu xích hoa, vảy đen rất cứng. Xích hoa, vảy của anh cứng quá một câu nói khiến xích hoa câm nín. Ồ, vậy à, vậy thiên hạ em trải thêm vài lớp nhé, đừng để bị xước. Nói xong, đôi mắt hẹp dài cũng mở to tròn. Mọi người, Ngân Phong bế Lam Hồ ngồi lên đầu xích hoa, còn thiên hạ thì được huyền kỳ dùng đuôi đặt lên. Lam Hồ ở phía trước, thiên hạ ở phía sau, hai người ngồi vào khoảng trống giữa các gai, tức là trước mặt Lam Hồ có một cái gai. Cái gai phía sau cô ấy chính là cái gai trước mặt thiên hạ, còn phía sau thiên hạ lại là một cái gai nữa. Các bạn đời vẫn hơi lo lắng, liên xé ra thú thành từng giải, rồi quấn quanh họ, tạo thành một không gian cố định, ít nhất cũng không lo hai người ngã sang hai bên. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Xong rồi tôi bắt đầu cất cánh. Xích hoa hơi ngước mắt lên nói. Lam hồ và thiên hạ nắm chặt cái gai trước mặt, đồng thanh, chuẩn bị xong rồi. Vậy là xích hoa quay mặt về phía vách đá, bắt đầu vỗ cánh bay ra. Oa, thiên hạ, mình đột nhiên ghen tị với cậu rồi. Lam hồ nhìn khung cảnh trước mắt đầy kinh ngạc không ngờ có một ngày cô ấy lại được trải nghiệm cảm giác bay lượn trên trời thiên hạ bật cười ghen tị mình cái gì ghen tị mình có bạn đời biết bay à đúng vậy chính là ghen tị cậu có bạn đời biết bay chuyện này dễ mà cậu cũng tìm một bạn đời biết bay là được rồi nghe nói ở vùng biển đông hải có một chủng tộc bay rất giỏi tộc hải ưng đến lúc đó cậu có thể cân nhắc thiên hạ trêu chọc lam hồ quay đầu lại nhìn thiên hạ với vẻ mặt tươi cười vậy thì xong rồi mình đến Đông Hải chẳng phải sẽ có hai thú phu à, một người biết bay, một người biết bơi. Ha 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 ha, chẳng phải rất tốt sao, cậu thích là được rồi. Xích Hoa nghe cuộc trò chuyện của hai người, sợ Lam Hồ sẽ kêu thiên hạ cũng tìm thêm thú phu mới, liền vội vàng lên tiếng. Thiên hạ, Lam Hồ, hai người thấy tốc độ bay này có ổn không? Mình ổn, Lam Hồ cậu thấy sao? Mình cũng ổn. Xích Hoa hiểu ý, rồi lại nói, nắm chặt nhé, mình sẽ bay nhanh hơn một chút. À, hay là thế này đi, mình sẽ từ từ tăng tốc, khi nào hai người thấy không chịu được thì hét lên một tiếng. Thiên Hạ và Lam Hồ Đồng Thanh, được. Xích Hoa bắt đầu tăng tốc. Trên đường biên giới, nhìn bóng dáng dần khuất xa, Ngân Phong và mọi người đều lo lắng, ngược lại, Huyền Kỳ và những người khác lại rất bình tĩnh. Sao lại bay xa thế, còn bay nhanh nữa, trong nháy mắt chỉ còn thấy một chấm nhỏ, chắc là không sao đâu nhỉ. Ngân Phong đi qua đi lại đầy lo lắng. Tuy rằng hiểu được sự lo lắng của Ngân Phong, nhưng Hàn Xuyên vẫn không nhịn được mà nói, cậu đừng đi qua đi lại nữa. Xích hoa tuy nhìn hơi ngốc nghếch, nhưng cậu ta không hề yếu, dù sao cũng là thú nhân cấp 9, cậu cứ yên tâm đi. Ngân Phong bĩu môi, không nói gì, chỉ dừng bước, nhìn chấm đen nhỏ ở phía xa với vẻ mặt đầy lo lắng. Lúc này, Quy Trạch vỗ vai Ngân Phong, cậu đừng lo lắng quá, Huyền Kỳ và Xích Hoa sẽ không đùa dẫn với chuyện này đâu. Ngân Phong nhìn Quy Trạch, rồi gật đầu. Trong sự lo lắng của mọi người, con rồng khổng lồ của xích hoa bay trở lại từ xa rồi đáp xuống đất một cách vững chắc ngân phong và mọi người lập tức chạy tới lam lam em sao rồi em ổn chứ có sao không nhìn vẻ mặt lo lắng của ngân phong và các bạn đời khác lam hồ mỉm cười em không sao mọi người yên tâm huyền kỳ hàn xuyên và phù ngọc đi tới phù ngọc nhìn thiên hạ mỉm cười dịu dàng thiên hạ em thấy sao ổn chứ thiên hạ nhìn ba người họ nháy mắt tinh nghịch rồi cười rạng rỡ em tất nhiên là ổn rồi cảm giác bay trên trời thật tuyệt vời ba đứa nhỏ đi theo cha yêu quý nhìn mẹ và dì lam hồ với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ chúng cũng muốn bay xem ra hôm nay các người phải đi nhanh hơn một chút rồi khi nào xuất phát xích hoa nói với vẻ mặt đùa cợt anh ta không ngờ thiên hạ và lam hồ lại chịu đựng tốt hơn dự kiến thậm chí anh ta không cần cố ý giảm tốc độ bay tốc độ bay bình thường là được nghe xích hoa nói mọi người nhìn nhau ánh mắt trở nên nghiêm túc huyền kỳ khẽ nhất môi rồi chậm rãi nói bây giờ xuất phát dùng tốc độ nhanh nhất của các người vừa dứt lời mọi người lập tức biến thành thú hình xích hoa cũng quay đầu bay lên theo thứ tự đã nói trước đó tất cả mọi người bắt đầu chạy nhanh trên đường biên giới ngay cả ba đứa nhỏ cũng cố gắng hết sức bơi nhanh huyền kỳ đi cuối đội hình anh cố ý giảm tốc độ đồng thời luôn chú ý đến ba đứa nhỏ dù sao chúng cũng còn quá nhỏ lúc đầu còn hăng hái chạy hết tốc lực nhưng không lâu sau đã kiệt sức Đúng lúc ba đứa nhỏ đang lo lắng sẽ bị bỏ lại, một cái đuôi rắn quấn lấy chúng. Huyền Kỳ đặt ba đứa nhỏ lên đầu, vẫn là giọng điệu lạnh lùng đó, "Đợi khi nào các con hồi phục sức lực thì tiếp tục chạy cho ta." Ba đứa nhỏ vừa rồi còn hơi phấn khích, nghe cha yêu quý nói vậy liền nằm vật ra trên đầu. Được chạy nhảy tự do như vậy khiến mọi người rất vui vẻ, đã lâu rồi họ không chạy như thế này. Trúc Nhất, cậu không được rồi, cậu phải luyện tập nhiều hơn, chạy nhiều hơn. Hàn Xuyên nhìn Trúc Nhất ở phía trước, trêu chọc may mà bây giờ đang ở dạng thú hình nếu không khuôn mặt đỏ bừng của trúc nhất sẽ bị nhìn thấy hết cậu nói đúng phải luyện tập nhiều hơn dù sao phía sau vẫn còn chạy chắc chắn sẽ luyện được câu trả lời thành thật của trúc nhất khiến hàn xuyên cứng đờ mặt sư tử trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi à mình đùa cậu thôi hàn xuyên vội vàng chữa cháy nhưng trúc nhất lại nói cậu nói đúng nhưng tộc gấu trúc bọn mình so với các cậu chạy chậm hơn một chút xin lỗi nhé hàn xuyên anh sẽ không bao giờ đùa với Trúc Nhất nữa. Thực sự không vui chút nào. Phù Ngọc bên cạnh liếc nhìn Hàn Xuyên với ánh mắt đầy ý cười, rõ ràng đang ở dạng thú hình nhưng vẫn có thể nhìn ra anh đang cười. Hàn Xuyên. Đột nhiên, trên đầu Phù Ngọc xuất hiện một tia sét nhỏ màu tím, bùm một tiếng, trên đầu Phù Ngọc bốc khói đen. Lúc này, Hàn Xuyên ngây người, anh nhìn Phù Ngọc với vẻ mặt ngơ ngác, rồi thốt lên đầy khó tin. Ơ, ờ, kim thân của cậu đâu? Không phải, sao lại bị đánh lén thành công rồi? nhiều lần đánh lén không thành công, sao lần này lại thành công rồi? Phù Ngọc đang tươi cười bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cả người tỏa ra khí thế nguy hiểm, tám cái đuôi đang lắc lư bỗng nhiên cứng lại thành gai nhọn, đâm thẳng vào mông Hàn Xuyên. Vì sự thay đổi quá nhanh, Hàn Xuyên chưa kịp phản ứng, gai đuôi đã đâm vào mông anh, ái chà. Hàn Xuyên bị tám cái đuôi đâm cùng lúc, cơn đau khiến anh tăng tốc, vèo một cái đã chạy đến trước mặt Ngân Phong và mọi người. Ba thú nhân ở đội hình thứ nhất. Hàn Xuyên vừa chạy vừa mắng, đồ hồ ly thối, mình không phải cố ý, ai biết lần này cậu lại không phản ứng kịp, cậu ra tay với mình mạnh quá. Phù Ngọc thu hồi dị năng, tám cái đuôi màu đỏ vàng lại tiếp tục lắc lư. Cậu làm cháy bộ lông xinh đẹp của mình, mình đâm cậu vài cái mà cậu còn kêu oan à. Phù Ngọc lạnh lùng nói, đâm cậu tám cái còn là ít, thật đáng chết, bộ lông xinh đẹp trên trán của mình. Lúc này, Hàn Xuyên hơi hối hận, anh quên mất con hồ ly thối này rất thích làm đẹp, anh còn làm cháy lông của nó. Nhưng, cũng không thể hoàn toàn trách anh được trước đây anh cũng chưa từng đánh lén thành công ai biết lần này lại thành công rồi mặt trời dần lên cao nhất lại đến lúc nghỉ ngơi xích hoa trên trời phát ra một tiếng rồng ngâm vang dội mấy thú nhân đang chạy phía dưới đồng loạt nhìn lên con rồng khổng lồ trên bầu trời rồi tăng tốc nắm chặt chúng ta sắp hạ cánh rồi xích hoa vừa nói vừa hạ thấp độ cao lam hồ đang hơi buồn ngủ nghe câu này liền tỉnh táo hẳn nắm chặt gai rồng sau khi xích hoa đáp xuống Đợi một lúc, đoàn người mới đến trước mặt họ. Thiên hạ vừa nhìn đã thấy phần lông trên trán Phù Ngọc hơi rối và cháy xém, liền thắc mắc, Phù Ngọc, trên đầu anh, bị sao vậy? À ha ha, không có gì đâu thiên hạ, anh ấy tự chỉnh lại là được. Hàn Xuyên nhanh chóng trả lời, khiến những người biết chuyện đều lén cười. Phù Ngọc trừng mắt nhìn anh ta, đưa tay dùng móng vuốt chỉnh lại phần lông trên trán, nhưng cũng không thay đổi được gì. Ngân Phong bước tới bế Lam Hồ xuống, Lam Hồ nằm gọn trong vòng tay anh ta, dường như vẫn chưa tỉnh ngủ ba đứa nhỏ thấy mẹ yêu nằm vật ra không muốn động đậy thiên hạ bật cười bước tới bế ba đứa nhỏ lên rồi nhìn huyền kỳ anh vất vả rồi huyền kỳ nhìn cô mỉm cười thấy mọi người đã đến đông đủ lăng tuyền quay người đi về phía rừng đi thôi chỗ nghỉ gần đây thôi mọi người đi theo lăng tuyền vào rừng khi mọi người theo lăng tuyền đến chỗ nghỉ xích hoa nhìn quanh một vòng cảm thấy hơi quen mắt chờ đã anh ta nhớ ra rồi chờ đã chờ đã chỗ này cách chỗ mình tìm nguồn nước lần trước không xa lắm nói xong anh ta chỉ về phía bên trái hình như là bên này đi vào trong một đoạn nữa là đến nguồn nước rồi huyền kỳ nhìn lam hồ đang nằm trong vòng tay lạc phong rồi nhìn ngân phong trong không gian của cậu còn bao nhiêu nước còn khoảng một thùng rưỡi huyền kỳ gật đầu cũng gần bằng anh đến chỗ nguồn nước đi bổ sung nước trước đã nhân tiện có nguồn nước mọi người tranh thủ tắm rửa sạch sẽ xích hoa đi ra xa vài bước rồi nhìn mọi người chắc là không xa lắm mình bay lên trời mọi người nhìn theo hướng của mình mà đi nói xong anh ta biến thành rồng bay vút lên trời khiến lá cây bay tứ tung xích hoa bay rất cao khi nhìn rõ vị trí nguồn nước anh ta liền hạ thấp độ cao bay về phía trước bên trái mọi người nhìn theo hướng anh ta bay mà đi đi được một đoạn họ nhìn thấy một hồ nước trong vắt xích hoa đang đứng bên hồ nhìn họ đi đến gần xích hoa chỉ vào bãi đất trống bên cạnh đây nghỉ ngơi ở đây đi ngân phong lập tức lấy ra thú từ không gian ra mấy thú phu khác cũng vội vàng giúp trải ra thú sau khi trải xong lạc phong nhẹ nhàng đặt lam hồ lên thiên hạ nhìn lam hồ đang ngủ say trong lòng nảy ra một ý nghĩ huyền kỳ lấy tất cả đồ dùng cần thiết ra hàn xuyên và phù ngọc cũng nhanh chóng trải nệm ra thú còn xích hoa thì đi tìm đá để dựng bếp sau khi trải xong ra thú thiên hạ ngồi lên nệm ba đứa nhỏ được cô đặt bên cạnh đang ngủ say cô vừa thương vừa buồn cười mệt quá rồi ngủ say thế này Huyền Kỳ đi đến bên hồ, biến thành rắn, dùng đuôi lần lượt thả hai cái thùng rỗng xuống nước, lấy đầy nước rồi thu vào không gian. Sau đó, anh cùng Hàn Xuyên và Phù Ngọc bắt đầu chuẩn bị thức ăn, còn Xích Hoa thì đi bày bàn ăn. Mọi việc đều được phân công rõ ràng. Thiên Hạ đứng dậy, đi đến bên hồ, nhìn ánh nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh, giống như lần đầu tiên họ đi dã ngoại. Thời gian trôi qua nhanh thật, cũng không nhớ rõ mình đến thế giới này bao lâu rồi. Thiên Hạ lẩm bẩm, không ngờ Ngân Phong lại đột nhiên đi đến từ phía sau, nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Cái gì mà đến thế giới này bao lâu rồi? Thiên hạ cậu không biết mình bao nhiêu tuổi hả? À? Câu nói của Ngân Phong khiến thiên hạ vừa giật mình vừa thở phào nhẹ nhõm. Mình, mình tất nhiên là biết mình bao nhiêu tuổi rồi, chỉ là cảm thán một chút thôi, à ha ha ha. Ngân Phong nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ, nhưng sau đó anh ta lại quay đi, lấy hai cái thùng từ không gian ra. Các cậu giống cái đúng là hay suy nghĩ linh tinh, có gì mà phải cảm thán chứ ngân phong vừa nói vừa dùng dị năng gió lấy nước thiên hạ cười gượng giống cái vốn dĩ là dễ xúc động suy nghĩ nhiều cũng là chuyện bình thường bỗng nhiên ngân phong quay đầu lại nhìn cô vẻ mặt khó hiểu xúc động xúc động là gì lại là từ mới à lúc này thiên hạ thực sự muốn ngất xỉu thiên hạ em đang làm gì ở đây vậy lúc này giọng nói của huyền kỳ vang lên từ phía sau cô lập tức quay người lại nhìn anh với vẻ mặt đầy cảm động huyền kỳ anh nhanh chóng bước tới ôm lấy eo cô, hửm, sao vậy? Không có gì, chỉ là thấy anh đến đúng lúc quá. Huyền Kỳ xuất hiện đúng lúc như một cơn mưa rào, giải cứu tình huống khó xử này. Ngân Phong lấy đầy nước, cất thùng vào không gian, liếc nhìn thiên hạ và Huyền Kỳ, rồi bỏ đi. Nhìn bóng Ngân Phong rời đi, Huyền Kỳ nhìn cô với vẻ thích thú, em lại lỡ miệng nói gì rồi à? Thiên hạ miếu máu gật đầu, em thực sự là... Hai, đôi khi cứ thế mà buột miệng nói ra. Huyền Kỳ hơi nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi hỏi, một miệng là gì? Thiên Hạ, từ nay phải giải thích thế nào đây? Cô cũng không biết giải thích thế nào. Huyền Kỳ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc và nghiêm nghị, "Thiên Hạ, anh vẫn luôn bỏ qua một chuyện, đó là em có rời bỏ chúng tôi để quay về thế giới ban đầu của mình không, giống như cách em đến thế giới này vậy?" Câu hỏi này khiến cô sững sờ, một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, nói thật, Thiên Hạ định nói gì đó thì bị cắt ngang bởi giọng nói của Hàn Xuyên từ phía sau. Hai người đang làm gì vậy? sao lại thì thầm mãi thế mau rửa mặt đi ăn cơm thôi thiên hạ và huyền kỳ đồng thời quay đầu lại nhìn hàn xuyên rồi nhìn nhau cùng bật cười hàn xuyên được rồi được rồi chúng tôi đến ngay các anh cứ ăn trước đi thiên hạ cười nói với hàn xuyên rồi kéo huyền kỳ đi về phía xô nước bên bếp hàn xuyên nghi hoặc nhìn bóng lưng hai người cảm thấy có gì đó kỳ lạ nhưng không nói rõ được kỳ lạ thật anh lẩm bẩm một câu rồi đi về phía bàn ăn sau khi rửa mặt xong Thiên Hạ và Huyền Kỳ đi về phía bàn ăn, anh đi trước, cô đi sau. Thiên Hạ nhìn bóng lưng cao lớn của Huyền Kỳ, khóe môi khẽ cong lên. Duyên phận thực sự là một điều kỳ diệu không thể diễn tả được. Cô đến thế giới này, rồi thích nghi với thế giới này, rồi đến khi sống cùng anh, ban đầu làm gì có chuyện thích nhau. Ban đầu cô chỉ nghĩ đã có con rồi, mà người đàn ông này cũng chịu trách nhiệm, cô cũng không cần lo lắng về chuyện ăn uống nữa. Vậy thì cứ sống chung đi, đây không phải là xã hội hiện đại, sinh tồn quan trọng hơn tất cả. Còn đối với Huyền Kỳ lúc đó, ban đầu anh rất sốc khi biết mình có con, nhưng anh càng lo lắng cho cơ thể của cô hơn. Anh sợ cô sẽ chết. Dù sao đặc điểm của chủng tộc anh rất rõ ràng, thai nhi trong bụng cần hấp thụ rất nhiều năng lượng từ cơ thể mẹ. Mà cô lại mang thai ba đứa, lượng năng lượng cần hấp thụ có thể tưởng tượng được là khủng khiếp thế nào. Thêm nữa, cô lúc đó trông như không có bạn đời nuôi dưỡng, nên anh lập tức đi tìm cô. Sau đó hai người kết đôi, rồi dần dần nảy sinh tình cảm, yêu thương nhau trong cuộc sống thường ngày. Thế giới này không có nhiều câu chuyện tình yêu đẹp đẽ như vậy, nhưng may mắn là quá trình và kết quả đều khá tốt. Huyền Kỳ đi được một lúc, không thấy người phía sau, liền dừng lại, quay đầu lại, thấy thiên hạ đang đứng nhìn anh. Hửm, mau đi thôi, ăn cơm nào. Thiên hạ cười dáng rỡ vâng, ba đứa nhỏ đã được ba người cha cho ăn no nê từ sớm. Trong khi người lớn ăn uống, chúng chơi đùa vui vẻ bên cạnh. Phù Ngọc đặt một đĩa thịt nướng trước mặt thiên hạ, thịt nướng, thiên hạ em ăn đi, khoai lang phải đợi một chút lúc này lạc phong đã mang khoai lang đi nướng mấy thú phu nhìn lam hồ với ánh mắt khó hiểu sao khẩu vị của cô ấy lại thay đổi nữa rồi lúc này thiên hạ mới nhớ đến ba đứa nhỏ định đứng dậy thì phát hiện ba đứa nhỏ đang được hàn xuyên bế trông hơi ủi hoài nhìn ba đứa con cô hơi xót xa thiên hạ dựa vào huyền kỳ nhỏ giọng nói hay là anh dẫn mấy đứa nhỏ đi anh xem ba đứa nhỏ này đứa nào cũng uể hoài huyền kỳ xoa đầu cô anh biết rồi em yên tâm ăn cơm đi thấy vậy thiên hạ cũng không nói gì thêm bắt đầu ăn cơm ăn cơm xong mọi người đều xuống nước tắm ngay cả lam hồ cũng kéo cô xuống nước ba đứa nhỏ lần đầu tiên được chơi nước lúc nãy còn uể oải giờ xuống nước thì lại vô cùng phấn khích vui vẻ vô cùng ánh nắng buổi trưa rất ấm áp chiếu xuống nước khiến nước hơi ấm ngâm mình trong nước rất thoải mái thiên hạ mình đột nhiên nhớ đến lần chúng ta đi dã ngoại lam hồ vui vẻ nói thật à trùng hợp quá mình nhìn thấy hồ nước này cũng nghĩ đến thiên hạ mỉm cười nói đột nhiên thấy thời gian trôi qua nhanh thật lúc đó cậu còn chưa sinh con mình còn nói không biết khi nào mình mới có con kết quả giờ cậu đã sinh con rồi đến lượt mình có con rồi thật là cảm khái đúng vậy còn nữa lần đầu tiên đi dã ngoại chính là lúc mình gặp phù ngọc nhà mình ai ngờ sau này anh ấy lại trở thành thú phu của mình chứ nói xong lam hồ và thiên hạ nhìn nhau cùng bật cười có lẽ tất cả đều là do duyên số mọi người tắm rửa sạch sẽ thu dọn đồ đạc lại bắt đầu một chặng đường mới lúc này mặt trời vẫn còn hơi gay gắt nên họ quyết định tiếp tục đi trong rừng như trước đợi đến khi ánh nắng dịu hơn thì sẽ để xích hoa đưa lam hồ và thiên hạ bay tiếp bước chân của mọi người nhanh hơn trước rất nhiều còn lam hồ thì đang ngủ gật trên lưng quy trạch thiên hạ ngồi trên đầu huyền kỳ ba đứa nhỏ thì lẽo đẽo theo đuôi cha yêu đến khi ánh nắng dịu hơn xích hoa vẫn bay trên trời chờ tín hiệu nhưng vẫn không nghe thấy gì vì đi trong rừng cây cối rậm rạp, xích hoa chỉ thỉnh thoảng mới nhìn thấy bóng dáng đoàn người phía dưới, nhưng vẫn không nghe thấy tín hiệu, nên anh ta cũng mặc kệ. Không có tín hiệu là vì, Lam Hồ ngủ quên mất. Giống cái mang thai vốn rất hay buồn ngủ, lúc nãy vừa đáp xuống đã thấy cô ấy buồn ngủ lắm rồi. Ngân Phong và mọi người không yên tâm để Lam Hồ ngủ trên lưng xích hoa, quá nguy hiểm. Thiên hạ ban đầu ngồi trên đầu huyền kỳ ngắm cảnh, sau đó cũng ngủ quên mất. Hàn Xuyên thấy thiên hạ nằm xuống, liền nói với huyền kỳ, hình như thiên hạ ngủ rồi, anh chú ý nhé. Huyền Kỳ ngẩng đầu lên nhìn, rồi ưm một tiếng. Thời gian trôi qua, ánh nắng vàng rực dần chuyển sang màu cam vàng, cuối cùng là màu đỏ rực. Chỗ rừng chân mới mà Lăng Tuyền tìm được là dưới một cây đại thụ bên đường biên giới, vị trí này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh biển và vách đá. Khi đến chỗ rừng chân mới, mọi người đều trầm trồ. Thiên hạ bị Hàn Xuyên gọi dậy, khoảnh khắc mở mắt ra, cô đã bị khung cảnh trước mắt làm cho ngây ngất. Hoàng hôn đẹp quá. Thiên hạ thốt lên. Lúc này, bầu trời màu đỏ rực những đám mây được tô điểm bởi màu trời trông như màu xám tầng tầng lớp lớp còn mặt trời sắp lặn ở phía xa được bao quanh bởi một vòng màu vàng kim đẹp tuyệt vời cô đưa tay ra ánh hoàng hôn chiếu lên tay cô cũng màu đỏ rực huyền kỳ đặt cô xuống biến thành người rồi ôm cô từ phía sau giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô thiên hạ hôm nay trời đẹp quá đẹp như em vậy giọng nói trầm thấp cùng lời đường mật lúc này thiên hạ chỉ cảm thấy người mềm nhũn Thiên Hạ thoát khỏi vòng tay anh, quay người lại nhìn anh với vẻ mặt tươi cười, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên khuôn mặt Huyền Kỳ, đẹp trai đến ngây người. Cô nhìn khuôn mặt điển trai của anh, không nhịn được nuốt nước bọt, không ngờ Huyền Kỳ lại bước tới ôm lấy cô, đôi môi ấm áp áp xuống. "Muốn hôn anh thì cứ nói, không cần phải nhịn, anh là của em." Ưm, um, nụ hôn kết thúc, giọng nói Huyền Kỳ tràn đầy dục vọng bị kìm nén. "Thiên Hạ, anh, anh đi làm việc đây." "Anh không đi, anh thực sự không nhịn được nữa." thiên hạ mỉm cười gật đầu huyền kỳ quay người đi lấy đồ ra bắt đầu sắp xếp cảm nhận được một ánh mắt kỳ lạ thiên hạ quay đầu lại thấy hàn xuyên đang nhìn cô với vẻ mặt u oán được rồi con sư tử này lại ghen rồi cô nhanh chóng bước tới ôm lấy hàn xuyên ngẩng đầu nhìn anh từ trong vòng tay giọng nói nũng nịu này sư tử lớn của em lại ghen rồi à hàn xuyên quay mặt đi nhưng tay lại ôm lấy eo cổ ghen gì chứ anh không có thật không vậy em đi đây. Nói xong, thiên hạ định rời khỏi vòng tay anh. Ngay sau đó, người đàn ông mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, đôi môi mềm mại hôn xuống. Ưm, um, một lúc sau, hai người mới tách ra. Hàn xuyên áp chán lên chán cô, giọng nói khàn khàn, hôn. Thiên hạ mỉm cười, hôn lên môi anh. Em đi nấu cơm đây. Ừm, đi đi. Phù Ngọc đi làm việc, thiên hạ sờ môi mình, cười bất đắc dĩ. Trời ơi, chuyện này trước đây mình không dám nghĩ tới, bây giờ lúc này lam hồ tỉnh dậy vừa mở mắt đã thấy một bầu trời đỏ rực cô ấy kinh ngạc ngồi dậy đây có lẽ là lần cô ấy tỉnh táo nhanh nhất trời ơi bầu trời này đẹp quá thiên hạ mỉm cười nhìn lam hồ cậu mà tỉnh dậy muộn hơn chút nữa trời tối mất rồi lam hồ vừa đứng dậy vừa cười nhìn cô sao cậu không gọi mình dậy cứ gọi mình là được rồi thấy cậu ngủ ngon quá không nỡ làm phiền giấc mơ đẹp của cậu không sao lần sau có gì đẹp cậu cứ gọi mình đừng quan tâm mình ngủ ngon đến mức nào mỗi ngày cảnh tượng đều rất hiếm hoi ngủ lúc nào cũng được nhưng cảnh đẹp thì không thể bỏ lỡ thiên hạ bật cười được rồi được rồi lần sau mình nhất định sẽ gọi cậu đang nói chuyện con rồng đen bay trở lại từ xa đáp xuống đất nhìn xích hoa ở phía xa thiên hạ cuối cùng cũng biết điều gì khiến cô cảm thấy không đúng cô còn thiếu một ông chồng thiên hạ đi về phía xích hoa khi hai người gặp nhau xích hoa rất tự nhiên ôm lấy eo cô thiên hạ em ăn ớt à? Thiên hạ, hửm. Xích hoa nhìn đôi môi hơi sưng của thiên hạ, sao môi em hơi sưng vậy? Thiên hạ, à, anh vừa đi đâu vậy? Nãy giờ không thấy anh đâu. Thiên hạ vội vàng chuyển chủ đề. Ồ, anh bay lên phía trước xem tình hình, tiện thể tìm xem phía trước có nguồn nước nào không, không để ý nên bay hơi xa, ồ ngã, thiên hạ hiểu ý. Cô ngẩng đầu nhìn xích hoa, từ góc độ này, ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu lên khuôn mặt anh, cùng với đôi mắt đỏ, mái tóc đen dài, tạo nên một vẻ đẹp ma mị thật là cô ăn uống tốt quá rồi nghĩ đến đây thiên hạ bật cười thành tiếng thiên hạ em vui lắm à xích hoa nhìn cô đầy vui vẻ thiên hạ dừng bước nhìn thẳng vào anh mỉm cười vui chứ em thấy anh đẹp trai quá một câu nói khiến xích hoa đỏ mặt may mà ánh hoàng hôn màu đỏ khuôn mặt đỏ bừng của anh được che giấu trong ánh hoàng hôn anh nắm lấy tay thiên hạ vẻ mặt nghiêm túc em cũng rất xinh đẹp em là giống cái xinh đẹp nhất anh từng gặp, thật không? Thiên hạ cười tươi. Nhìn người yêu cười rạng rỡ trước mặt, xích hoa cũng mỉm cười. Nụ cười này khiến thiên hạ ngẩn ngơ. Xích hoa, có ai từng nói anh cười lên rất đẹp trai không? Không, vậy bây giờ em nói, anh cười lên đẹp trai hơn đấy, anh nên cười nhiều hơn. Ừm, chưa kịp nói xong, xích hoa đã cúi xuống hôn lên đôi môi hơi sưng của cô. Lam hồ bên cạnh thốt lên, chật chật chật, ôi chao ôi chao, kích thích quá. Lam hồ hóng hớt, còn phấn khích hơn cả người trong cuộc nụ hôn kết thúc môi cô lại càng sưng hơn thiên hạ trong lòng vừa buồn cười vừa bất lực mỗi ông chồng đều phải hôn một lần à xích hoa nhìn cô đầy tình cảm giọng nói khàn khàn mang theo dục vọng em đẹp quá anh không nhịn được nghe lời tỏ tình thẳng thắn của anh mặt cô nóng bừng xích hoa thực sự là rõ ràng anh là người ít hiểu biết nhất nhưng mỗi lần nói những lời câu dẫn nhất đều là anh cô đẩy xích hoa anh mau đi xem họ có cần giúp gì không Xem ba đứa nhỏ nữa, mau đi. Không đi nữa, cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi sự quyến rũ của sắc đẹp rồi. Ồ, được, Xích Hoa rất ngoan ngoãn nghe lời, đi giúp đỡ. Thiên Hạ, ơ, ừ, đôi khi thực sự không biết nói gì. Sau đó, các thú được nấu ăn, Thiên Hạ và Lam Hồ ngồi trên bãi cỏ bên đường biên giới, ngắm hoàng hôn dần buông xuống. Lam Hồ, cậu có thấy mình kỳ lạ không? Không biết tại sao, cô đột nhiên muốn hỏi câu này. Lam Hồ quay sang nhìn cô, mỉm cười hỏi lại, cậu nói về mặt nào thiên hạ cũng quay sang nhìn cô ấy chính là những gì cậu tiếp xúc ở mình lam hồ không nói gì chỉ nhìn về phía hoàng hôn phía xa một lúc sau cô ấy mới nhẹ nhàng lên tiếng thiên hạ cậu khác với bọn mình thiên hạ giật mình vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi cái cái này có ý gì lam hồ cười giọng nói nhẹ nhàng đừng căng thẳng ta chỉ nghĩ là ngươi quá thông minh biết rất nhiều thứ bộ lạc chúng ta sống trong khu rừng này lâu như vậy chưa ai từng nghĩ đá có thể dùng để nấu nướng, càng không nghĩ đến việc có thể khoét rỗng thân cây để làm thùng chứa nước, chứ đừng nói đến việc phát hiện ra gừng, ớt và khoai lang. Ngươi thông minh, dường như không giống thú nhân của thế giới này. Thiên hạ cúi đầu, trầm ngâm một hồi lâu, nàng quay đầu nhìn Huyền Kỳ và những người khác phía sau, rồi nhìn Lam Hồ. Vậy nếu ta nói cho ngươi biết, ta thực sự không phải người của thế giới này thì sao? Nói xong câu này, toàn thân nàng căng thẳng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Không phải thì không phải thôi, ngươi là ngươi là được rồi lam hồ nói với vẻ mặt thờ ơ nhưng trong đầu thiên hạ lại vang lên một tiếng vù nắm đấm siết chặt cũng được thả lỏng lam hồ ngươi không có suy nghĩ gì khác sao thật sao lam hồ cười dạng rỡ thiên hạ cũng cười theo cười đến mức nước mắt rơi xuống thật tốt nàng đến thế giới này gặp được rất nhiều người tốt lam hồ nhìn nàng với vẻ mặt ghét bỏ đưa tay lau nước mắt cho nàng khóc cái gì lam hồ các ngươi có phải đã sớm nhận ra sự khác biệt của ta rồi không? thiên hạ nghẹn ngào hỏi. lam hồ xòe hai tay ra với vẻ mặt đương nhiên rồi. ngươi thỉnh thoảng lại nói ra những từ mà chúng ta chưa từng nghe thấy một hai lần là trùng hợp nhưng ngươi không chỉ một hai lần mỗi lần nhận ra vấn đề này ngươi lại căng thẳng vội vàng tìm cách giải thích cộng thêm những việc khác mà ngươi làm điều này khiến ta khó mà không nghĩ như vậy. thiên hạ kinh ngạc. ơ ờ, có rõ ràng như vậy sao? lam hồ nhìn nàng ánh mắt như đang trả lời vậy thì các thú nhân khác trong bộ lạc chẳng phải đều nghi ngờ rồi sao thôi đi thú nhân trong bộ lạc ai cũng dễ lừa hơn nữa mọi người chỉ quan tâm đến cuộc sống của mình ngươi lại ít tiếp xúc với họ họ sẽ không nghi ngờ đâu có lẽ thủ lĩnh có thể có chút suy nghĩ nhưng con trai của ông ấy đều là thú phu của ngươi rồi ông ấy còn có thể nghi ngờ gì nữa cho dù có nghi ngờ hàn xuyên chắc chắn cũng sẽ xóa bỏ nghi ngờ của ông ấy thiên hạ cười gượng hóa ra người thông minh nhất trong bộ lạc là ngươi lam hồ vậy các thú phu của ngươi chẳng phải đều nghĩ như vậy sao đến ta còn nghĩ như vậy chẳng lẽ họ lại không nghĩ như vậy sao lam hồ im lặng nàng cảm thấy hôm nay thiên hạ sao lại ngốc nghếch như vậy tảng đá lớn trong lòng thiên hạ rơi xuống nàng nhìn về phía mặt biển hít một hơi thật sâu rồi thở ra tốt rồi ta vốn định nói chuyện này với ngươi nhưng ta sợ vẫn đang nghĩ nên nói với ngươi như thế nào nhưng bây giờ nói xong rồi ta cũng thấy nhẹ nhõm vậy nên lần trước ngươi và huyền kỳ hàn xuyên nói chuyện phía sau là vì chuyện này vậy tại sao đột nhiên lại muốn nói rõ với chúng ta lam hồ hỏi thiên hạ gật đầu rồi trả lời ngươi không phải cũng đã nói rồi sao ta luôn thỉnh thoảng nói ra những từ mà các ngươi chưa từng nghe thấy không hiểu điều này ta không thể kiểm soát được mặc dù ta đã rất cố gắng chú ý khi nói chuyện nhưng có lúc lại rất tự nhiên nói ra sau đó mỗi lần ta lại phải tìm cách giải thích hơn nữa chúng ta cũng không phải mới quen biết nhau một hai ngày thay vì cứ như vậy ta nghĩ chi bằng thẳng thắn nói ra ta nghĩ với mức độ tình bạn của chúng ta ngươi hẳn là sẽ không trách ta nghe những lời này lam hồ bật cười ngươi biết không mỗi lần nhìn ngươi tìm cớ ta đều rất muốn cười ví dụ như gương thiên hạ lúc này thực sự giờ khóc giờ cười được lắm hóa ra ngươi cố ý hỏi ta về gương gì mà cố ý hỏi ta thực sự không biết gương là gì ta không phải là tò mò sao hai người cãi nhau một hồi cuối cùng nhìn nhau cười. Lam Hồ nằm xuống, nhìn bầu trời dần tối, nàng lại hỏi: "Thiên Hạ, ngươi đến từ đâu? Thế giới của ngươi như thế nào?" Thiên Hạ cũng nằm xuống. "Thế giới của ta là một thế giới có lịch sử văn minh phong phú, chúng ta có thể sử dụng công cụ để bay trên trời, có thể thoải mái bơi lội dưới nước, có thể vui chơi trên mặt biển, tóm lại là rất nhiều rất nhiều. Nhưng ta chỉ là một người bình thường, kiến thức cũng có hạn, cho nên hiện tại cũng chỉ nghĩ ra được những thứ như nồi đá và thùng gỗ." vậy cũng rất tốt rồi nhờ có ngươi thức ăn của chúng ta đã ngon hơn rất nhiều ngươi không biết trước khi ngươi làm ra nồi đá chúng ta ăn những thứ gì đâu lam hồ không muốn nhớ lại quá khứ à nói chính xác thì ta đã từng ăn rồi đúng là rất khó ăn đúng không thiên hạ sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên nàng gặp huyền kỳ hắn ném cho nàng miếng thịt nướng bằng dị năng lửa nó khó ăn đến mức bữa tối kết thúc tia sáng cuối cùng trên đường chân trời cũng vừa vặn biến mất xích hoa thắp lên một vòng lửa bất diệt mọi người bắt đầu trò chuyện trong vòng lửa huyền kỳ ngồi bên trái thiên hạ bên phải là hàn xuyên hàn xuyên đang ôm ba đứa nhỏ bên phải hàn xuyên là phù ngọc tiếp theo là xích hoa thiên hạ nghiêng người nhỏ giọng nói bên tai huyền kỳ huyền kỳ lúc nãy các người nấu ăn ta và lam hồ đã nói chuyện rồi huyền kỳ có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại bình thường ừm lam hồ nói sao lam hồ không có phản ứng gì nàng ấy đã sớm nhận ra sự khác biệt của ta cho nên khi ta nói rõ mọi chuyện, ý của nàng ấy là, nàng ấy không quan tâm ta có phải người của thế giới này hay không, ta là ta là được rồi. À đúng rồi, các thú phu của Lam Hồ Kỳ thực cũng đã sớm nhận ra. Huyền Kỳ gật đầu. Ta biết rồi, nhưng họ biết là một chuyện, chúng ta chủ động nói ra lại là chuyện khác, lát nữa ta sẽ nói với Ngân Phong và những người khác. Nhưng, kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Lam Hồ ngồi bên cạnh Thiên Hạ với vẻ mặt mong đợi. Lúc đó ta vừa đến đây, khi săn mồi ngoài hoang dã đã phát hiện ra hạ hạ, thấy nàng còn thở, ta liền đưa nàng về hang động, nếu không nàng sẽ bị thú hoang ăn thịt mất sao. Chúng ta chỉ tò mò thôi, ngươi đừng kích động. Ngân Phong chơi chọc hắn. Nói đến đây, mắt lam hồ sáng lên, vậy lúc đó các ngươi đã giao phối rồi sao? Thiên hạ, huyền kỳ. Lúc này, Hàn Xuyên, Phù Ngọc và Xích Hoa đồng loạt nhìn về phía huyền kỳ. À, thực ra đây là một sự cố ngoài ý muốn, thật đấy. Thiên hạ ra mặt giải thích huyền kỳ giãn mày giữa lông mày có chút bất đắc dĩ bắt đầu kể lại lần đầu tiên gặp mặt và sự cố ngoài ý muốn xảy ra sau đó nghe xong lời kể đơn giản của huyền kỳ lam hồ nhìn thiên hạ với vẻ mặt khó hiểu nàng tỏ vẻ không hiểu hành động bỏ trốn của thiên hạ lúc đó nàng đã không còn gì để ăn cả người gầy như que củi trong bộ lạc cũng không có thú được nào muốn kết đôi với nàng mà huyền kỳ nhặt được nàng ở ngoài hoang dã hai người còn hoàn thành giao phối đây quả thực là thú phu từ trên trời rơi xuống chỉ cần đưa hắn về bộ lạc hoàn thành khắc ấn là được rồi. Có thú phu rồi sẽ không còn phải chịu đói nữa, tại sao lại bỏ trốn? Nếu là nàng, nàng sẽ không đi, nàng còn phải đưa người ta về bộ lạc để sống chung. Sau đó, một hôm ta săn mồi về chuẩn bị ngủ, đột nhiên ta cảm nhận được ba luồng sức mạnh huyết mạch, lúc đó ta thực sự choáng váng. Nói đến đây, khóe miệng Huyền Kỳ nhếch lên, liếc nhìn ba đứa nhỏ trong lòng Hàn Xuyên. Sau đó, ngươi đến bộ lạc tìm hạ hạ đúng không? Hàn Xuyên u ám nói. Huyền Kỳ và Hàn Xuyên đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc đó nhìn thấy thiên hạ ngồi sổm trên mặt đất ăn thú gai. Mắt cả hai đều đỏ lên. Lúc đó ta không biết mình mang thai, ta đã nói mà, vốn dĩ một con cá. À, chính là thú gai, ở thế giới của ta gọi là cá. Vốn dĩ một con cá đủ cho ta ăn một ngày, sau đó ta càng ngày càng nhanh đói, hai con cá ta ăn hết trong một ngày. Lúc đó thức ăn chủ yếu của ta là cá, cá ở sau núi sắp bị ta ăn hết rồi, không có nguồn thức ăn mới ta lo muốn chết thiên hạ xòe hai tay ra vẻ mặt bất lực nói phù ngọc nhìn thiên hạ nhìn nàng bình tĩnh kể lại những khó khăn lúc đó mắt đột nhiên đỏ lên ai cũng biết ăn thú gai để no bụng đại diện cho ý nghĩa gì cái đó thú gai là gì vậy xích hoa nghi hoặc hỏi tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía hắn thiên hạ bật cười thành tiếng đôi khi xích hoa thật sự ngốc nghếch đến mức đáng yêu đúng rồi sau khi xích hoa đến ta đã không còn bắt thú gai nữa hắn còn không biết thú gai là gì sau này ta sẽ làm thú gai cho ngươi ăn xích hoa xích hoa nhìn thiên hạ ngoan ngoãn đáp lại một tiếng vâng huyền kỳ nắm lấy tay nàng vẻ mặt dịu dàng lúc đó cảm nhận được huyết mạch ta rất sốc vì huyền vương xà tộc chúng ta luôn luôn là một lứa một trứng nhưng hạ hạ lại mang thai ba huyết mạch nói thật có hơi sợ sau đó ta lập tức đi tìm nàng theo cảm ứng huyết mạch sau đó nữa các ngươi đều biết rồi thiên hạ đưa tay nắm lấy tay hắn nhìn huyền kỳ mỉm cười sau khi bàn tán về cuộc gặp gỡ của huyền kỳ và thiên hạ mọi người lại trò chuyện thêm một số chuyện khác ví dụ như tò mò về tây lục địa của xích hoa phù ngọc đã trở thành bạn lữ của thiên hạ như thế nào huyền kỳ và xích hoa quen biết nhau ra sao lam hồ và các bạn lữ quen biết và ở bên nhau như thế nào bản chất tám chuyện của con người trò chuyện gần xong huyền kỳ lại đề xuất thay đổi kế hoạch di chuyển do lam hồ càng ngày càng ngủ nhiều chỉ có buổi sáng tinh thần tương đối tốt lúc này có thể ngồi trên lưng xích hoa di chuyển Đến giữa trưa, do nhiệt độ ánh nắng mặt trời khá cao, lúc này không thích hợp di chuyển trên không, hơn nữa cứ đến lúc này Lam Hồ lại bắt đầu ngủ, cũng không thích hợp ngồi trên lưng xích hoa nữa. Vì vậy kế hoạch được đổi thành, buổi sáng xích hoa chở Lam Hồ và Thiên Hạ di chuyển trên không, đến trưa bắt đầu ăn cơm nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục di chuyển theo cách thức hôm nay. Theo dự kiến ban đầu, ngày thứ 10 của chuyến đi sẽ đến rừng sương mù, nhưng do kế hoạch thay đổi, hôm nay là ngày thứ 12 trên đường đi còn một đoạn ngắn nữa mới đến rừng sương mù. Khoảng cách không quá xa, vì xích hoa đã nhìn thấy điểm giao nhau trên không trung. Bây giờ là buổi trưa, điểm dừng chân hôm nay là dưới một gốc cây lớn trong rừng. Mấy ngày nay các thú phu đều bắt đầu đi săn, nhà Lam Hồ nhiều thú phu, khi đi săn sẽ để lại hai người chăm sóc nàng, còn nhà thiên hạ thì để lại một người chăm sóc nàng. Hôm nay người ở lại chăm sóc là Hàn Xuyên. Ba đứa nhỏ hôm nay không được đưa đi học săn mồi, chúng tràn đầy năng lượng bắt đầu chạy nhảy khắp nơi các con chơi ở gần đây thôi, chú ý an toàn. Thiên hạ hét lên một tiếng, mặc dù không nghe thấy tiếng đáp lại, nhưng nàng biết ba đứa nhỏ có thể nghe thấy. Lam Hồ đã ngủ từ sớm, Trúc Nhất và Quy Trạch đang sắp xếp đồ đạc bên cạnh. Hàn Xuyên tiến lên ôm lấy eo thiên hạ, hắn cúi đầu, giọng nói dịu dàng, trầm ấm vang lên bên tai. Thiên hạ, khi nào chúng ta mới có thú con? Thiên hạ, đương nhiên là khi giao phối rồi, chuyện này còn phải hỏi sao? Thiên hạ giờ khóc giờ cười, ngủ thì ngủ, Sao lại hỏi những câu hỏi kỳ lạ như vậy? Hàn Xuyên có chút thất vọng. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hàn Xuyên, thiên hạ xoay người ôm chặt lấy hắn. Nàng ngẩng đầu từ trong lòng nhìn hắn. Chúng ta nhất định sẽ có thú con, mặc dù không biết khi nào sẽ có, nhưng chúng ta nhất định sẽ có. Chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi thú con đến nhé, được không? Hàn Xuyên ôm chặt lấy nàng, đầu tựa vào đầu nàng. Ừm. Lúc này hắn có chút nản lòng, huyền kỳ ấp trứng hai tháng. Trong hai tháng đó hắn cũng rất nỗ lực. Sao huyền kỳ một lần đã có thú con rồi, hắn nhiều lần như vậy mà không được. Lúc này, từ trong bụi cỏ bên cạnh chui ra một đứa nhỏ, rồi lại chui ra thêm hai đứa nhỏ nữa. Xì xì xì, cha Hàn Xuyên, mẹ, chúng con tìm thấy chỗ có nước. Nghe thấy tiếng xì xì, thiên hạ buông Hàn Xuyên ra, cúi đầu nhìn xuống, thấy ba đứa nhỏ thò ba cái đầu ra từ bụi cây thấp bên cạnh. Hàn Xuyên, các con nói gì vậy? Thiên hạ ngẩng đầu nhìn Hàn Xuyên. Các con nói, chúng tìm thấy nguồn nước rồi hàn xuyên có chút bất ngờ xích hoa trên trời không nhìn thấy lăng tuyền cũng không phát hiện ra nhưng ba đứa nhỏ này lại tìm thấy nguồn nước ở đâu vậy dẫn mẹ đi xem mấy ngày nay vẫn chưa tìm thấy nguồn nước thiên hạ chỉ dám lấy nước lau người không dám lãng phí nhiều bây giờ tìm thấy nguồn nước rồi nàng có thể tắm rửa thoải mái rồi khi thiên hạ định đi theo ba đứa nhỏ tìm nguồn nước bên cạnh vang lên giọng nói của trúc nhất ngươi làm gì vậy thiên hạ và hàn xuyên đồng thời nhìn sang thấy quy trạch đang ôm chặt lấy trúc nhất còn trúc nhất thì đang cố gắng đẩy hắn ra với vẻ mặt ghét bỏ quy trạch buông trúc nhất ra nhìn lam hồ đang ngủ với vẻ mặt kích động và phấn khích đây là chuyện gì xảy ra vậy thiên hạ nghi hoặc hàn xuyên không biết quy trạch ngươi kích động cái gì vậy trúc nhất vẻ mặt khó hiểu đang nấu canh thịt ngon lành đột nhiên quy trạch rất kích động ôm trầm lấy hắn còn ôm rất chặt ta cảm nhận được rồi lam 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 đang mang thai con của ta Chúc nhất. Được rồi, bây giờ hắn buồn rồi. Buồn một chút, chúc nhất cười chúc mừng Quy Trạch, ngươi may mắn thật đấy, chúc mừng ngươi có thú con rồi. Quy Trạch cười rạng rỡ, cảm ơn cảm ơn. Thiên Hạ nhìn Lam Hồ đang ngủ bên cạnh, mỉm cười, hóa ra Lam Hồ đang mang thai con của Quy Trạch à. Lúc này trong mắt Hàn Xuyên tràn đầy sự ghen tị. Thiên Hạ bế ba đứa nhỏ lên, rồi đi về phía Quy Trạch. Nàng có một câu hỏi muốn hỏi. Quy Trạch, ngươi cảm nhận được mấy huyết mạch vậy? Một còn 30 ngày nữa sẽ biết là thú con cái hay thú con đực. Quy trạch kích động đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên. Một, ta đoán sai rồi sao? Thiên hạ lẩm bẩm. Trước đây thấy Lam Hồ ngủ nhiều như vậy, cộng thêm lượng thức ăn cũng khá lớn, nàng luôn nghĩ Lam Hồ sẽ sinh nhiều hơn một. Chúc mừng ngươi, ngươi sắp làm cha rồi, cảm ơn. Cùng lúc đó, Ngân Phong đang săn mồi bên ngoài cũng đột nhiên khựng lại, sau đó cười lớn. Mấy người đi săn cùng đều vẻ mặt khó hiểu. Xích hoa đến gần huyền kỳ, chỉ vào Ngân Phong đang cười lớn, hắn làm sao vậy, đột nhiên bị điên à? Huyền Kỳ liếc hắn một cái như nhìn kẻ ngốc, không nói gì. Ai lại tự nhiên bị điên chứ, chắc là lên cơn thôi. Cái kiểu cười này của ngươi, thú hoang xung quanh đều chạy hết rồi. Phù Ngọc đột nhiên lên tiếng. Ngân Phong ngừng cười, rồi nhìn những người khác với vẻ mặt phấn khích và đắc ý, ta cảm nhận được rồi, ta sắp làm cha rồi. Lăng Tuyền và Lạc Phong, ồ, ừm. Được rồi, đã có đáp án, không phải con của họ. Ồ, hóa ra là cảm nhận được huyết mạch rồi, ta còn tưởng đột nhiên bị điên chứ. Xích hoa xòe hai tay ra, tiếp tục đi về phía trước, nhưng đi được hai bước lại quay đầu chúc mừng Ngân Phong. Nhìn vẻ mặt phấn khích của Ngân Phong, khóe miệng huyền kỳ hơi nhếch lên, chúc mừng ngươi sắp làm cha. Mặc dù tộc hắn tình cảm có phần nhạt nhòa, nhưng lúc đó khi cảm nhận được huyết mạch, hắn cũng rất vui. Cảm ơn huynh đệ. Ngân Phong vui vẻ đáp lại. Chúc mừng ngươi. Phù Ngọc mỉm cười chúc mừng. Cảm ơn cảm ơn lăng tuyền và lạc phong tiến lên mỗi người đặt một tay lên vai hắn ánh mắt tràn đầy sự ghen tị chúc mừng người lam hồ đang ngủ thì cảm thấy đói bụng mơ màng mở mắt đói quá thiên hạ vừa định đi cùng các con tìm nguồn nước thì nghe thấy giọng nói của lam hồ quy trạch nhanh lên lam hồ đói rồi quy trạch vội vàng lấy bát múc canh vừa múc vừa lo lắng đáp lại lam hồ lam lam nàng đợi chút nhé canh hơi nóng ta để nguội một chút thiên hạ bế ba đứa nhỏ đi về phía lam hồ ngồi phịch xuống bên cạnh nàng nhìn nàng với vẻ mặt đầy ẩn ý và có chút danh mãnh lam hồ ngồi dậy với đôi mắt còn đang ngái ngủ theo thói quen rụi mắt thì nhìn thấy vẻ mặt này của thiên hạ vẻ mặt kỳ quái này của ngươi là sao thiên hạ nghiêng người về phía nàng cười danh mãnh lam hồ ngươi nghĩ thú con trong bụng ngươi là của ai lam hồ nhìn xuống bụng nhỏ đã hơi nhô lên rồi ngẩng đầu nhìn thiên hạ không biết ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này dù sao cũng là con của ta a à, thôi nào lam hồ ngươi đoán xem đoán thử xem lam hồ trong nháy mắt ngân phong đã đến trước mặt ba người huyền kỳ và những người khác vẫn đang đi phía sau ngươi làm gì vậy sao ngươi cũng kích động như vậy lam hồ khó hiểu sao ta lại không kích động được ngươi đang mang thai con của ta chúng ta có sư tử con rồi lam hồ thiên hạ quy trạch một câu nói khiến ba người sững sờ lam hồ cũng không ăn nữa nhìn quy trạch và ngân phong với vẻ mặt sốc và khó hiểu đợi đã chuyện gì đang xảy ra vậy đây là ý gì ngân phong khó hiểu đây còn có thể là ý gì nữa chính là ta cảm nhận được huyết mạch rồi ngươi đang mang thai con của ta quy trạch không ngồi yên được nữa khoan đã ngươi cũng cảm nhận được huyết mạch sao nghe quy trạch nói ngân phong khó hiểu nhìn hắn gì mà cũng cảm nhận được huyết mạch nghe cuộc trò chuyện của hai người thiên hạ dường như đã hiểu ra sự thật cái đó ta hình như biết chuyện gì đang xảy ra rồi ánh mắt của ba người đồng loạt nhìn về phía thiên hạ ý gì thiên hạ ngươi nói nhanh lên chuyện gì đang xảy ra vậy sao ta chẳng hiểu gì cả lam hồ lo lắng thiên hạ đưa hai ngón tay chỉ vào ngân phong và quy trạch hẳn là lam hồ ngươi đang mang thai con của cả ngân phong và quy trạch cho nên cả hai người họ đều cảm nhận được huyết mạch nàng quả nhiên không cảm nhận sai ba người đều sững sờ cái này cái này cái này đồng thời mang thai con của ta và quy trạch ngân phong nói với vẻ mặt không thể tin nổi còn có thể như vậy sao thiên hạ nhìn qua nhìn lại ba người rồi cười danh mãnh các ngươi có từng cùng nhau nghỉ ngơi không ngân phong à quy trạch à hai người gật đầu vỡ án rồi kỳ thực trường hợp này ở thế giới của ta cũng có nhưng rất hiếm gặp lam hồ có thể đồng thời mang thai con của cả hai người đúng là may mắn lớn chúc mừng các ngươi bản thân thiên hạ cũng rất phấn khích hóa ra là như vậy lam hồ vuốt ve bụng nhỏ đã hơi nhô lên với vẻ mặt chiều mến thật tốt nàng sắp có sư tử con của mình rồi hơn nữa còn là hai đứa thấy huyền kỳ và những người khác đã quay lại hàn xuyên quay đầu đi chuẩn bị nấu ăn lam hồ uống hết một bát canh thịt lúc này lại muốn ăn thịt rán ta muốn ăn thịt rán làm nhiều một chút khoai lang cũng nướng vài củ vừa dứt lời quy trạch và ngân phong đã quay đầu bỏ đi một người đi rán thịt một người đi nướng khoai lang vô cùng ăn ý si, mẹ chúng ta còn đi không ba đứa nhỏ yếu ớt lên tiếng Lúc nãy mẹ dường như rất vui, chúng không dám lên tiếng. Nghe thấy tiếng của các con, nàng cúi đầu nhìn xuống, rồi gọi Huyền Kỳ đang bận rộn ở bếp. Huyền Kỳ, chàng lại đây. Huyền Kỳ đặt đồ trong tay xuống, xoay người đi về phía thiên hạ. Sao vậy? Thiên hạ dơ ba đứa nhỏ lên, mỉm cười. Lúc nãy các con nói tìm thấy nguồn nước rồi, ta định đi xem, nước của chúng ta cũng sắp hết rồi, chàng đi cùng các con xem thử nhé. Huyền Kỳ có chút bất ngờ nhìn ba đứa nhỏ, các con lại tìm thấy nguồn nước sao? Ba đứa nhỏ gật đầu lia lịa. Đây là cơ hội tốt để lấy lòng cha ruột. Huyền Kỳ đưa tay nhận lấy ba đứa nhỏ, rồi đặt chúng xuống đất. Đi thôi, dẫn ta đi xem. Hạ hạ, ta đi một lát. Ừng ngã, thiên hạ đáp lại một tiếng ngọt ngào. Sau khi Huyền Kỳ rời đi, Lam Hồ vuốt về bụng nhỏ, nhìn thiên hạ với vẻ mặt như cười như không. Thiên hạ, đứa tiếp theo nàng định sinh con của ai vậy? Chuyện này hình như không phải ta muốn sinh con của ai thì sinh được, chẳng phải là do duyên phận sao. Ngươi xem câu hỏi này của ngươi thiên hạ có chút bất lực thôi nào nếu được chọn nàng muốn sinh con của ai lam hồ có chút mong chờ câu trả lời của nàng thiên hạ cũng không nghĩ nhiều trực tiếp trả lời nếu được chọn hàn xuyên cứ theo thứ tự ta biết hàn xuyên rất mong chờ thú con của hắn không còn cách nào khác cứ chờ duyên phận thôi lúc nãy khi quy trạch cảm nhận được huyết mạch nàng liếc thấy sự ghen tị sâu sắc trong mắt hắn nhưng chuyện này vội vàng cũng vô ích cứ thuận theo tự nhiên cái gì đến sẽ đến huyền kỳ đi theo ba đứa nhỏ đến nguồn nước mà chúng tìm thấy hắn coi như hiểu tại sao xích hoa trên trời không nhìn thấy lăng tuyền cũng không phát hiện ra nguồn nước này nguồn nước này không lớn chạy lấy đà một chút là có thể nhảy qua được hơn nữa xung quanh còn mọc một vòng cỏ rậm rạp nếu không đến gần thì thực sự không thể phát hiện ra tuy nguồn nước nhỏ nhưng rất trong nhìn xuống dường như còn khá sâu ba đứa các con làm tốt lắm quay lại đi gọi ngân phòng đến đây huyền kỳ khó có dịp khen ngợi ba đứa nhỏ Xì xì xì, hi hi, vâng ạ. À. Ba đứa nhỏ vui vẻ quay đầu đi gọi chú Ngân Phong. Mấy ngày nay vẫn chưa tìm thấy nguồn nước, nước cũng sắp dùng hết rồi, bây giờ đúng là vừa lúc. Huyền Kỳ lấy ra ba thùng gỗ lớn, bắt đầu lấy nước. Không lâu sau, ba đứa nhỏ dẫn Ngân Phong đến. Ngươi đến rồi, nhanh chóng bổ sung nước đi. Huyền Kỳ vừa lấy nước vừa nói. Ngân Phong đi tới, nhìn ba thùng gỗ lớn. Ồ, không phải nước sắp hết rồi sao? Sao lại nhiều nước như vậy? Thiên hạ quay đầu mỉm cười nhìn nàng, vừa nãy không phải nói tìm thấy nguồn nước rồi sao, đợi huyền kỳ đến rồi hỏi xem sao. Ô ô ô, đúng rồi, ngươi vừa mới nói, ta nhất thời quên mất. Huyền kỳ nhanh chóng đến trước mặt hai người, thiên hạ nhìn hắn với vẻ mặt mong đợi, sao rồi, nguồn nước lớn không, ta và Lam Hồ muốn tắm. Nhìn ánh mắt long lanh đầy mong đợi của thiên hạ, huyền kỳ cưng chiều cười. Nguồn nước không lớn, nhưng nhìn có vẻ sâu, nước khá lạnh, ta đun chút nước nóng pha vào cho các nàng tắm nhé thu cái các nàng tắm nước lạnh không tốt. Kiến thức này là do thiên hạ dạy hắn. Nghe Huyền Kỳ nói, thiên hạ theo bản năng nghĩ đây là nước ngầm, giống như nước giếng, luôn lạnh hơn nước máy rất nhiều, cũng được. Nói xong, Huyền Kỳ đi chuẩn bị đun nước, sau đó lại dặn Lăng Tuyền đi dạo xung quanh, xem có cây nào to khỏe không. Thiên hạ đứng, Lam Hồ ngồi trên tấm da thú. Từ góc độ của nàng, nàng nhìn bụng thiên hạ, hình như hơi nhô lên. Nhìn lên nhìn xuống một lúc, Lam Hồ hỏi với ánh mắt giò xét, thiên hạ, ngươi có cảm thấy cơ thể có gì thay đổi không? Thiên Hạ quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu, sao lại hỏi vậy, ta không thấy có gì thay đổi cả. Sao ta nhìn ngươi, lại thấy bụng ngươi hơi nhô lên. Thiên Hạ nhìn Lam Hồ với vẻ mặt bất lực và buồn cười, ngươi cũng nghĩ ta mang thai sao? Lam Hồ hơi sững người, gật đầu. Sao ngươi giống Hàn Xuyên vậy, hắn cũng nghi ngờ ta mang thai, bụng nhô lên. Có thể là do gần đây ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, dinh dưỡng quá tốt, có thể hơi béo lên một chút thiên hạ vừa nói vừa ngồi xuống ngoài việc di chuyển thì chỉ là di chuyển nàng ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn tích tụ mỡ bụng cũng không có gì lạ đến nơi rồi thì nên vận động cho tốt lam hồ vẫn cảm thấy rất khả nghi nhưng mà mang thai thì lượng thức ăn chắc chắn sẽ thay đổi cộng thêm thú con ngày càng lớn trong bụng sẽ càng buồn ngủ hơn nhưng ta không thấy mình có sự thay đổi này thiên hạ thực sự không thấy mình có gì thay đổi thôi được rồi cuối cùng lam hồ cũng bị thuyết phục lúc này ngân phong lấy nước đầy trở về vừa về đã bị huyền kỳ gọi đến sau đó hai người bắt đầu chuẩn bị nước tắm cho bạn lữ của mình thiên hạ nhìn mấy thú phu của mình đột nhiên cảm thấy kỳ lạ nàng phát hiện ra một điểm mà trước đây nàng chưa từng chú ý đến huyền kỳ tóc đen dài hàn xuyên tóc vàng ngắn phù ngọc tóc đỏ dài hơi xoăn xích hoa tóc đen dài nhưng sao qua lâu như vậy tóc của họ dường như không thay đổi đây là kỹ năng gì sao thiên hạ quay đầu nhìn lam hồ lam hồ ta có một thắc mắc, thắc mắc gì? Qua lâu như vậy rồi, nhưng sao ta lại cảm thấy tóc của các thú phu dường như không dài ra? Đúng rồi, còn khi biến thành hình thú, cái váy da thú là sao? Oa, trước đây nàng thực sự chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Lam Hồ cười nhẹ, chuyện này có liên quan đến chủng tộc, nhưng ta nghe nói có một số thú nhân cũng có thể kiểm soát sự phát triển của lông. Trước tiên nói đơn giản với ngươi, ví dụ như Hàn Xuyên, thú được Kim Sư tộc chúng ta sau khi biến thành hình thú bơm ở cổ cũng chỉ dài đến vậy, cho dù dụng hết rồi mọc lại, nó cũng chỉ dài đến vậy, cho nên Hàn Xuyên không cần kiểm soát, tóc của hắn cũng chỉ dài đến vậy." Lam Hồ vừa nói, Thiên Hạ dường như đã hiểu ra. Giống như chó con, khi cạo lông của nó, lông mọc lại cũng chỉ dài đến vậy. "Vậy theo như ngươi nói, tóc của Huyền Kỳ?" Thiên Hạ và Lam Hồ nhìn nhau. "Được rồi, xem ra là kiểm soát sự phát triển. Nếu không một con rắn trơn nhẵn, lấy đâu ra lông tóc?" Thiên Hạ nhìn Phù Ngọc đang nấu ăn hắn mặc một chiếc váy da thú màu đỏ rực ở phần dưới mái tóc đỏ dài hơi xoăn đuôi tóc màu vàng thân hình cao giáo vạm vỡ góc độ này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của hắn khó trách trong chuyện hay nói hồ ly tinh nói hồ ly tinh xinh đẹp như thế nào bây giờ nàng cuối cùng cũng hiểu rồi quả thực là một nam hồ ly tinh xinh đẹp chậc ta không dám tưởng tượng con của phù ngọc sẽ đẹp đến mức nào thiên hạ nhìn bóng dáng phù ngọc cảm thán một câu sinh một đứa là biết ngay thôi trước bữa ăn thiên hạ đã tìm được câu trả lời cho chiếc váy da thú. Hóa ra, các thú được vốn tự mang váy da thú. Đơn giản mà nói, ví dụ như Phù Ngọc, khi hắn biến từ hình thú thành hình người, trên người hắn sẽ xuất hiện chiếc váy da thú màu đỏ rực theo ý niệm, kỳ thực chiếc váy da thú chính là lông hồ ly của hắn. Váy da thú của Huyền Kỳ, kỳ thực là vảy rắn của hắn biến hóa, xích hoa không có lông, váy da thú màu đen của hắn chính là vảy rồng đen biến hóa. Nói đến đây, Thiên Hạ theo bản năng nhìn váy da thú của Trúc Nhất, Quả nhiên là màu đen trắng xen kẽ. Lăng Tuyền tìm thấy một cây đại thụ rất to khỏe, sau khi ăn cơm xong, Huyền Kỳ và Ngân Phong đi chặt cây kéo về, sau đó bắt đầu làm thùng nước. Mỗi nhà làm hai thùng nước cực lớn, sau đó còn thừa chút gỗ, Huyền Kỳ nảy ra ý tưởng làm cho thiên hạ một cái thùng gỗ chuyên dùng để tắm. Sau khi đổ đầy nước vào tất cả các thùng nước, mọi người bắt đầu tiếp tục lên đường. Sau một ngày di chuyển, vào ngày thứ 13 của chuyến đi, cuối cùng cũng đến rừng sương mù. Thiên Hạ và Lam Hồ ngồi trên tấm da thú, cả hai đều rất tò mò về rừng sương mù trước mặt. Vị trí hiện tại của họ là vòng ngoài của rừng sương mù, vòng này không có cây cối, chỉ toàn là đồng cỏ, bên ngoài vòng này mới là rừng. Cảm giác rất kỳ lạ. Rừng sương mù này giống như một khu vực được phân chia đặc biệt. Sau khi tò mò nhìn một lúc, Thiên Hạ nằm xuống tấm da thú, bầu trời đẹp quá. Nghe vậy, Lam Hồ ngẩng đầu nhìn bầu trời, ta thấy, không đẹp bằng lúc ở rìa. Nói xong, thiên hạ cũng không còn thấy đẹp nữa đói rồi ngươi có đói không làm hồ ta cũng đói rồi thiên hạ ngồi dậy nàng gọi huyền kỳ và phù ngọc đang bận rộn ở bếp một cách uể hoài huyền kỳ ngã phù ngọc ngã đói rồi ngã hai người đồng thời quay đầu lại nhìn nhau một cái rồi huyền kỳ trả lời hạ hạ nàng đợi chút nhé sắp xong rồi sau đó huyền kỳ nhìn xích hoa đang đứng bên cạnh còn đứng ngây ra đó làm gì nhóm lửa to lên đi xích hoa hung dữ như vậy làm gì hắn không phải là không nhóm theo cái vung tay của hắn, lửa trên bếp bỗng chốc bùng lên. Thiên Hạ lại gọi Ngân Phong và những người khác, "Ngân Phong, các ngươi cũng nhanh lên, Lam Hồ cũng đói rồi." "Biết rồi." Lam Hồ bị hành động của Thiên Hạ chọc cười, "Ngươi làm sao vậy? Ta luôn cảm thấy ngươi có chút khác lạ, nhưng lại không nói rõ được." "Ta làm sao? Không sao cả, chỉ là hơi lười thôi, có thể là do trời càng ngày càng nóng." Nói xong, Thiên Hạ lại nằm xuống. Lúc này nàng rất muốn uống Coca đá chỉ muốn uống thứ gì đó mát lạnh. À, Thiên Hạ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lại ngồi dậy. A, à, sao ta lại quên mất, Huyền Kỳ có dị năng băng, nước đá không phải có rồi sao? Nghĩ đến đây, nàng lại gọi Huyền Kỳ. "Huyền Kỳ, mang cho ta một bát nước, ta lười quá, không muốn động ngã." "Được." Huyền Kỳ lấy bát múc một bát nước đi về phía Thiên Hạ. Thiên Hạ nhận lấy bát nước, nhìn hắn với vẻ mặt tươi cười, "Cái đó, Huyền Kỳ, băng do dị năng băng của chàng ngưng tụ ra." Có thể ăn được không? Hửm, nàng lại nghĩ ra gì nữa rồi? Huyền Kỳ nhìn nàng với vẻ mặt như cười như không, muốn biết nàng lại nghĩ ra trò gì. Như nói thật, bản thân hắn cũng không biết băng do hắn ngưng tụ ra có ăn được hay không. Dù sao, thú nhân bình thường sẽ không nghĩ đến vấn đề này. Như nói đi cũng phải nói lại, Thiên Hạ không phải người bình thường. Ta muốn uống nước đá, ta đột nhiên nghĩ, có phải có thể dùng dị năng băng của chàng Ngưng Tụ thành những viên đá nhỏ, sau đó bỏ vào nước uống hay không? Huyền Kỳ hiểu ý nàng, nhưng hắn cảm thấy không cần phiền phức như vậy. Chỉ là nước đá thôi mà, chuyện đơn giản. Hắn đưa tay lấy bát nước trong tay thiên hạ, vận dụng dị năng, chỉ thấy xung quanh bát gỗ xuất hiện những tia hàn khí, trên bát còn ngưng tụ một ít xương giá, sau đó đưa lại cho nàng. Chỉ là nước đá thôi mà, ta làm lạnh một chút là được rồi, còn những viên đá nhỏ mà nàng nói. Kỳ thực ta cũng không biết dị năng băng của mình có ăn được hay không, ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Thiên hạ nhận lấy bát nước, khi cầm vào tay một luồng hơi lạnh lan tỏa đến lòng bàn tay khiến nàng dùng mình một cái nàng nếm thử nước đá phát ra một tiếng khen ngợi oa thoải mái thiên hạ đưa bát nước cho lam hồ trời nóng lam hồ nàng cũng uống vài ngụm nước đá đi lam hồ nhận lấy rồi uống vài ngụm nói cũng phải bỗng nhiên cảm thấy mát mẻ hơn rất nhiều thiên hạ đột nhiên nhớ lại một chuyện rất lâu trước đây nàng quay đầu nhìn lam hồ lam hồ ta nhớ trong số các thú phu của nàng có một thú phu có dị năng hệ nước đúng không ký ức này là của rất lâu trước đây phải truy ngược lại thời điểm mới quen biết làm hồ lúc đó hình như là đang ăn cơm trong hang động của nàng hay làm gì đó không nhớ rõ lúc đó chỉ nhớ là nàng có một thú phu có dị năng hệ nước lúc đó nàng còn thấy dị năng hệ nước rất tiện lợi trong lòng còn âm thầm nghĩ sau này phải tìm một bạn lữ có dị năng hệ nước đúng vậy lạc phong là dị năng hệ nước thiên hạ mở to mắt rồi nhìn huyền kỳ à ta thấy chúng ta không cần lo lắng về vấn đề nước nữa. Huyền Kỳ nhìn nàng với vẻ mặt buồn cười. Nghĩ gì vậy? Lạc Phong mới ngũ dai, dị năng không lớn. Chúng ta nhiều người như vậy, hơn nữa mỗi lần nấu ăn cũng dùng không ít nước. Cộng thêm các nàng thỉnh thoảng muốn tắm, năng lượng của hắn hoàn toàn không đủ để gánh vác. Ô ngã, thiên hạ nhìn Lam Hồ. Lam Hồ, các ngươi đã từng uống nước do Lạc Phong dùng dị năng hệ nước tạo ra chưa? Đã từng, nước do dị năng hệ nước tạo ra có vị hơi khác so với nước chúng ta thường uống. Vị đó rất nhạt, nước chúng ta uống có vị ngọt thanh, ta không thích vị của loại nước đó. Ồ, xem ra là có thể uống được. Vậy thì nàng yên tâm rồi. Băng của Huyền Kỳ chắc cũng ăn được. Thiên hạ nhận lấy bát nước trong tay Lam Hồ, rồi đưa đến trước mặt Huyền Kỳ, cười rạng rỡ chàng làm chút đá cho ta ăn thử xem. Huyền Kỳ bị nụ cười đáng yêu này làm cho siêu lòng, không nhịn được đưa tay trái xoa đầu nàng, tay phải thì đặt lên bát gỗ. Ý niệm vừa động, trong bát gỗ lập tức xuất hiện rất nhiều viên đá nhỏ, Đều là hình tròn. Oa, chàng còn cố ý làm thành những viên đá tròn nữa. Thiên hạ rất vui vẻ, lập tức cầm một viên đá bỏ vào miệng. Chưa được vài giây, nàng đã nhổ ra. Hửm, huyền kỳ khó hiểu. Lam hồ bên cạnh nhìn nàng với vẻ mặt buồn cười. Có phải là... Lạnh quá, lạnh đến mức tê cả răng. Thiên hạ vừa nói vừa xoa xoa hàm răng của mình. Huyền kỳ bật cười thành tiếng. Ta biết ngay mà, băng của ta rất lạnh. Được rồi, ta không ăn nữa. Thiên Hạ đặt bát nước xuống, đêm xuống, ba đứa nhỏ rất ngoan ngoãn nằm ngủ, bởi vì ba ngày chúng đã bị Hàn Xuyên hành hạ đến mức không còn chút sức lực nào. Hàn Xuyên ôm Thiên Hạ trong lòng, cuối cùng hắn cũng được ngủ một giấc ngon lành. Sau khi thấy hiệu quả rõ rệt của lần đầu tiên, Hàn Xuyên ngày nào cũng dẫn ba đứa nhỏ đi luyện tập. Ba đứa nhỏ cũng từng phản kháng, nhưng bị ánh mắt sắc bén của Huyền Kỳ dọa sợ, sau đó lại đến tìm nàng, nàng lại đẩy trách nhiệm về cho Huyền Kỳ. Ba đứa nhỏ không còn cách nào khác đành phải ngoan ngoãn đi luyện tập cho các con luyện tập nhiều một chút cũng không có hại gì mệt thì cứ mệt đi năng lượng của chúng không được tiêu hao buổi tối lại quậy phá thiên hạ vừa nói vừa cười vừa dứt lời hàn xuyên đã đến trước mặt thiên hạ quay đầu nhìn lại ba bóng đen nhỏ phía sau đang nhanh chóng di chuyển trên bãi cỏ một lúc sau ba đứa nhỏ mới bỏ đến trước mặt tốc độ của các con vẫn còn hơi chậm ngày mai phải cố gắng hơn nữa tốc độ của cha ruột các con rất nhanh các con không thể thua kém đâu hàn xuyên biến về hình người nhìn ba đứa nhỏ đang thoi thóp với vẻ mặt danh mãnh nghe những lời kích tướng của hàn xuyên thiên hạ càng cảm thấy buồn cười sao lại so sánh thú con với cha ruột chứ nhìn ba đứa nhỏ ủ rũ thiên hạ đau lòng ôm chúng vào lòng vất vả rồi các con của ta các con thật giỏi thật tuyệt vời nghe lời khen ngợi của mẹ ruột ba đứa nhỏ hơi nhấc đuôi rắn nhỏ lên tỏ vẻ vui mừng nhưng chúng thực sự quá mệt mỏi đuôi cũng không vẫy được nữa Nhìn ba đứa nhỏ ủ rũ, khóe miệng Hàn Xuyên nhếch lên, lúc này tâm trạng hắn rất vui vẻ. Đây chính là hiệu quả mà hắn muốn. Thức ăn nhanh chóng được làm xong, Xích Hoa lần lượt bê lên bàn, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. "Các con, ăn cơm thôi, ăn xong rồi ngủ tiếp." Chỉ thấy ba đứa nhỏ lại hơi nhấc đuôi lên vẫy qua vẫy lại, tỏ vẻ từ chối. "Vậy được rồi, mẹ sẽ để lại một phần thức ăn, bỏ vào không gian của cha các con, nếu đói thì đi tìm cha các con ăn cơm." Đuôi của ba đứa nhỏ lại hơi nhấc lên, rồi cong cong, tỏ vẻ đồng ý. Thiên hạ giờ khóc giờ cười đặt ba đứa nhỏ lên tấm da thú, rồi đứng dậy đi về phía bàn ăn, Hàn Xuyên đi bên cạnh nàng. Hàn Xuyên, cường độ của chàng hơi lớn rồi đấy, mạng nhỏ của các con ta sắp mất rồi. Hàn Xuyên xòe hai tay ra, không còn cách nào khác, chúng không mệt, buổi tối chúng không ngủ, vậy được rồi, ngày mai ta sẽ giảm cường độ xuống một chút. Thực ra hôm nay hắn cố ý, hắc hắc. Thiên hạ lại quay đầu nhìn ba đứa nhỏ, rồi nhìn Hàn Xuyên, cũng được rồi tiêu hao năng lượng của chúng là được rồi chúng còn nhỏ mà được ta biết rồi sau khi ngồi xuống thiên hạ trước tiên lấy ra một phần thức ăn lớn rồi đưa cho huyền kỳ bên cạnh thức ăn của các con chàng bỏ vào không gian đi lát nữa nếu chúng đói thì chàng lại cho chúng ăn huyền kỳ gật đầu rồi cất vào không gian lượng thức ăn của lam hồ gần đây tăng vọt một bữa phải ăn hết ba bát canh thịt cộng thêm một ít thịt rán đôi khi còn phải ăn thêm khoai lang Điều này khiến Thiên Hạ không thể không khuyên nhủ một chút, chủ yếu là sợ ăn quá nhiều, nếu thú con quá béo, rất dễ sinh khó. Sau khi rời khỏi rừng sương mù, Huyền Kỳ, chúng ta nên tìm chỗ bổ sung thức ăn rồi." Ngân Phong vừa ăn vừa nhìn Huyền Kỳ. Lam Hồ mang thai đôi, lượng thức ăn còn lớn hơn cả thú được bọn họ, thịt trong không gian sắp hết rồi." Huyền Kỳ suy nghĩ một chút. "Ừm, tối nay tạm thời không vào rừng sương mù, ta không yên tâm về sự an toàn của các ngươi ở bên ngoài." đợi ngày mai trời sáng rồi vào đến lúc đó ngươi để chống một nửa không gian để bổ sung thịt thú bình thường nếu có một thú nhân khác có thể đi cùng hắn vào rừng sương mù tối nay hắn đã trực tiếp vào rồi có xích hoa bảo vệ an toàn ở bên ngoài hắn có thể yên tâm nhưng lại chỉ có hai người bọn họ có thể vào được mà mức độ nguy hiểm của khu vực này là chưa biết bọn họ không thể mạo hiểm vào ban đêm ngân phong được sau khi ăn hết hai bát canh thịt lam hồ còn muốn ăn thêm liền đưa tay định lấy thịt rán lam hồ không được ăn nữa thiên hạ lập tức lên tiếng được rồi được rồi không ăn nữa lam hồ phụng phịu bây giờ đừng ăn nữa ăn ít một chút chia thành nhiều bữa nếu buổi tối đói để ngân phong làm thêm cho người ngân phong lập tức tiếp lời thiên hạ đúng 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 lam lam nếu buổi tối nàng đói ta sẽ làm thêm cho nàng nghe lời thiên hạ chúng ta ăn ít một chút chia thành nhiều bữa thiên hạ thực sự lo lắng sư tử sinh con giống như sinh con người nếu không kiểm soát lượng thức ăn lỡ thú con quá béo, khi sinh sẽ không tốt cho cả mẹ lẫn con. Sau một đêm yên ổn, mặt trời vừa mọc, các thú phu đều thức dậy, ngay cả xích hoa ngày thường dậy muộn nhất hôm nay cũng dậy. Sau khi rửa mặt đơn giản, họ bắt đầu nhẹ nhàng chuẩn bị bữa sáng. Khi bữa sáng đã chuẩn bị xong, thiên hạ và Lam Hồ cũng mơ màng tỉnh dậy. Hai người được bạn lữ của mình bế đi rửa mặt, sau khi rửa mặt xong thì bắt đầu ăn sáng. Sau khi ăn xong, xích hoa và ta sẽ vào rừng sương mù, ngân phong người đợi ở bên ngoài rừng sương mù sau khi ta lấy thịt ra các ngươi trực tiếp ăn một ít ở dạng thú số còn lại cất vào không gian còn nữa là chú ý an toàn huyền kỳ nói xong lại dặn dò thêm một số lưu ý về rừng sương mù thiên hạ nghe thấy rất tò mò ăn sáng xong huyền kỳ và xích hoa đi vào rừng sương mù ngân phong cũng đợi ở lối vào mà họ đi vào ba đứa nhỏ bám chặt lấy phù ngọc sợ hàn xuyên vui lên lại kéo chúng đi luyện tập không chịu nổi nữa rồi lam hồ ta muốn đi dạo trong rừng phía trước cùng đi xem xem có phát hiện gì mới không. Hàn Xuyên và Phù Ngọc nhìn nhau, rồi gật đầu nhìn nàng. Mặt trời dần lên cao, ánh nắng ấm áp bắt đầu chiếu xuống khu vực này, những giọt sương trên cây cối không xa phản chiếu ánh sáng lấp lánh, rất đẹp. Vị trí của tấm da thú lúc này đã hoàn toàn được mặt trời chiếu sáng. Nhìn ánh nắng chiếu xuống, Ngân Phong nhìn xung quanh rồi tìm được một chỗ nghỉ ngơi mới, ngay bên cạnh lối vào rừng sương mù mà Huyền Kỳ và Xích Hoa đi vào. Chúng ta chuyển đồ đến đây đi, chỗ này có bóng dâm, lát nữa mặt trời sẽ lên cao ngân phong vừa nói vừa đi về phía lam hồ rồi bế nàng từ trên tấm ra thú xuống thiên hạ nhìn phù ngọc và hàn xuyên hai người nhanh chóng dọn dẹp chỗ này đi quy trạch và những người khác phụ trách chuyển đồ sang biết rồi phù ngọc và hàn xuyên đồng thời đáp lại sau đó đi về phía vị trí mới vị trí mới gần rừng sương mù hơn cỏ cũng mọc um tùm hơn hai người bắt đầu dọn dẹp những đám cỏ dại xung quanh cỏ dại được cắt xuống bị hàn xuyên dùng dị năng gió thổi bay đi xa quy trạch lập tức trải tấm ra thú xuống ta đi dạo phía trước đây được hạ hạ nàng tự cẩn thận nhé hàn xuyên lại dặn dò thêm một câu đương nhiên rồi nếu có chuyện gì ta nhất định sẽ gọi lớn các chàng nói xong thiên hạ bước về phía trước cảm giác đặt chân trần lên bãi cỏ rất thoải mái không khí buổi sáng trong lành khiến cả người nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu rất nhanh thiên hạ đã nhìn thấy thuốc giải của rừng sương mù mà huyền kỳ nói những bông hoa nhỏ màu xanh đậm mọc ở vòng ngoài của sương mù nàng thậm chí còn phát hiện ra càng gần sương mù hoa u lan càng mọc un tùm còn những chỗ cách xa sương mù một chút thì chỉ mọc lác đác vài bông như thể chúng sống nhờ sương mù vậy thiên hạ đột nhiên nghĩ đến một câu trong vòng năm bước nhất định có thuốc giải sương mù có độc có thể gây chết người nhưng những bông hoa mọc cùng sương mù lại là thuốc cứu mạng tổ tiên quả nhiên không lừa ta thiên hạ vừa đi vừa quay đầu lại xác nhận mình vẫn nằm trong tầm nhìn Đi được một lúc, đột nhiên nhìn thấy phía trước có rất nhiều bông hoa đủ màu sắc. Nhìn ra xa, màu đỏ, màu vàng, màu hồng, thậm chí cả màu trắng cũng có. Thiên Hạ có chút kinh hỉ, lập tức bước nhanh đến. Qua đỗi vui mừng, nàng vô tình đi ra khỏi tầm nhìn. Hoa, đây là vườn hoa sao? Nhiều hoa như vậy, lại còn nhiều màu sắc nữa, đẹp quá. Thiên Hạ rất phấn khích, nghĩ lát nữa quay lại sẽ dẫn Lam Hồ đến xem. Có cô gái nào lại không thích hoa chứ ngã? trước đây chính vì lam hồ hái hoa nàng mới có thể phát hiện ra dụng khoai lang cúi xuống quan sát kỹ những bông hoa xinh đẹp này tuy rất đẹp cũng rất muốn hái nhưng cuối cùng vẫn không dám động vào vì không biết có độc hay không đợi lát nữa huyền kỳ ra ngoài lại dẫn huyền kỳ đến xem nếu không có vấn đề gì thì hái một ít về ngắm thiên hạ đứng thẳng người dậy vừa nhìn vườn hoa vừa lùi lại vài bước đột nhiên nàng đụng phải thứ gì đó cả người nàng cứng đờ một thú cái như ngươi sao lại xuất hiện ở đây một mình trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp lạnh lùng thiên hạ giật mình vội vàng bước về phía trước vài bước xoay người lại một người đàn ông cao lớn đẹp trai với mái tóc trắng dài đôi mắt màu tím xuất hiện trước mặt nàng thân trên trần trụi của hắn còn có những hoa văn màu bạc lúc này thiên hạ mới phát hiện vị trí hiện tại của nàng đã không còn nhìn thấy phù ngọc và hàn xuyên nữa rồi nàng đã rẽ vào một góc khuất đến điểm mù tầm nhìn lăng mặc nhìn thú cái xinh đẹp trước mặt nàng dường như bị hắn dọa sợ, đôi mắt to tròn mở to, trông có chút đáng yêu. Nhìn kỹ, trên người nàng có ba thú ấn, trên cổ có một hoa văn màu đen, giống như một loại đồ đằng nào đó. Tuy hắn không biết đó là đồ đằng gì. Rắn, sư tử, hồ ly sao. Nhìn ba thú ấn đó, lăng mặc lẩm bẩm. Ta, ta không đến đây một mình, các bạn lữ của ta ở ngay phía trước, ta gọi một tiếng là họ sẽ đến ngay. Nhìn thú được trước mặt, thiên hạ không hề cảm thấy sợ hãi, vì nàng rõ ràng cảm nhận được hắn không có ác ý. Hạ hạ, hạ hạ. Giọng nói lo lắng của Hàn Xuyên vang lên từ phía xa.